tất cả chúng ta ai cũng cần cái hơi thở hết cả, nhưng mà hơn những người khác, thầy cô giáo là quan trọng hơn hết. Vậy thì đó cũng là lý do mà tại sao mà cái chủ đề ngày hôm nay là hồi nãy Đạt có nói á, tức là cho thầy cô giáo, nhưng mà thật ra nó có thể ứng dụng cho hết tất cả mọi người, kể cả phụ huynh, kể cả học sinh, tất cả những ai muốn duy trì sự sống của mình đều cần phải thở. Thì trước hết là xin cảm ơn bạn Tuấn đã kết nối các thầy cô giáo nhân cái mùa lễ tri ân các thầy cô giáo. Thì mình cũng là một trong những thầy cô giáo kỳ cựu. Nhưng mà thầy ngay từ nhỏ là mình đã phải làm thầy giáo rồi. Mà thầy giáo không phải là thầy giáo của trường lớp bình thường, mà thầy giáo của trường chuyên môn, tức là giữa y và giáo luôn. Thành ra hôm nay thì trong cái đề tài tối hôm nay thì có lẽ là mình sẽ chia sẻ khoảng 1 giờ là tối đa, rồi sau đó là mình sẽ dành cái phần còn lại để cho quý thầy cô giáo đặt câu hỏi nha, và mình sẽ giao lưu với nhau. Nhưng mà nếu được thì mời tất cả thầy cô giáo mình sẽ cùng mở hết camera của mình lên để mình nở với nhau một cái nụ cười. Thật ra thì hôm nay là mình cũng mới phẫu thuật cái răng, thành ra nó cũng hơi sưng sưng tí xíu, mấy ngày nay không có nói chuyện. Kể cả đối với các anh chị em thì thành viên cũng không có nói chuyện được, nhưng mà hôm nay vì lỡ lên lịch với thầy cô giáo rồi, thành ra là cũng không còn cái thời gian nào khác hết, thành ra cố gắng hy vọng là vẫn có thể nói chuyện được, vẫn có thể nghe được. Rồi thì tóm lại là như hồi nãy Đạt có giới thiệu với quý thầy cô giáo đó, nếu ai mà có cơ hội đã tham dự các cái chương trình thanh lọc thân tâm, hay là có cái người thân của mình đặc biệt là từ năm 2020 đến nay, thì thầy có mặt ở Việt Nam hơi nhiều so với mười mấy năm trước. Trong vòng mười mấy năm nay thì thầy chu du khắp thế giới, và mỗi châu lục chỉ được có 2 tháng mà thôi. Tuy nhiên Việt Nam bé nhỏ như vẫn được 2 tháng. Và đặc biệt là từ năm 2020 đến 2022 thì mình ở Việt Nam liên tục 26 tháng, tức là gần 13 năm cống hiến cho Việt Nam đấy. Vậy thì trong hơn mười mấy năm qua, khi mà mình đi khắp thế giới thì mình đã cảnh báo về tất cả những cái quy luật của vũ trụ mà mình không có tuân thủ, thì một trong những cái quy luật căn bản là nguyên tắc số 3. Mình đã vi phạm nó. Mình đã vi phạm nó. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng cái văn hóa Đông Phương nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng, thì ông bà chúng ta thường nói gì? Bệnh tòng khẩu nhập. Phải không? Tức là bệnh nó đi vào từ cái đường miệng của mình. Tuy nhiên vì chúng ta được cảnh báo rất là nhiều lần, nhưng mà mình vẫn chưa tỉnh giác. Thành ra đó là lý do tại sao mà đến năm 2020 thì vũ trụ lại cảnh báo mình khẩn cấp hơn là những cái bệnh đi qua đường hô hấp. Vậy thì ba cái lời cảnh báo đầu tiên mà vũ trụ đã cảnh báo mình trước hết là gì? Trước hết là cái con virus bò điên. Sau chiến tranh thế giới thứ hai thì tất cả các nền công nghiệp nặng của thế giới được sụp đổ, và cả thế giới đi vào cái cuộc khủng hoảng. Do đó, Mỹ mới bắt đầu cái xu hướng là phát triển chăn nuôi, và đặc biệt là chăn nuôi bò sữa. Từ đó mới lạm dụng cái con bò quá nhiều, tạo nên cái sức ép, tạo nên sự căng thẳng và rối loạn. Thì đồng thời vũ trụ sẽ can thiệp vào, bởi vì mình vẫn nghĩ rằng mình là con người thông minh, mạnh mẽ và có quyền năng hơn. Do đó, vũ trụ phải can thiệp vào là một cái con virus vô hình nhỏ bé để làm cho cái con người phải cảnh tỉnh. Vậy thì sau một hai thập niên bị cảnh báo thì chúng ta không còn dám lạm dụng con bò nữa với cái virus bò điên. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ lạm dụng cái con thấp hơn là con heo. Thì nó bắt đầu nó ra cái bệnh lở móng, lở mồm và dịch tả heo.
thì cũng sau một vài thập niên thì chúng ta giảm bớt cái lạm dụng vì cái con virus ở bệnh heo, thì chúng ta lại không lạm dụng cái gia súc nữa mà chúng ta bắt đầu lạm dụng gia cầm. Là gì? Sau đó là chúng ta bắt đầu khoảng năm 90 cho đến 2000 trở đi thì chúng ta bị cái virus cúm gà, cúm vịt, cúm chim, tức là gia cầm. Thì đó là ba cái con virus mà vũ trụ đã nhắc nhở chúng ta khi chúng ta lạm dụng động vật. Trong vòng nửa thế kỷ thôi mà chúng ta đã được nhắc ba lần mà chúng ta không tỉnh. Giống như nếu mà quý vị vào trong cái trang YouTube Sống Chánh Niệm, khi mà tháng Giêng 2020 chúng tôi có mặt ở Việt Nam á, thì chúng tôi đã có cảnh báo hai cái clip đâu khoảng 10-15 phút, là nếu chúng ta không tỉnh giác học cái bài học này thì chúng ta cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Và đó là lý do tại sao ba cái đợt dịch đầu của năm 2020 Việt Nam mình vượt qua dễ dàng, phải không? Và mình hơi chủ quan. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng ta bị cái đợt thứ tư năm 2021 rất nặng và tử vong rất nhiều. Vậy thì thật ra qua cái chương trình Thanh Lọc Thanh Tâm thì chúng tôi cũng đã nhắc rồi. Ông bà chúng ta nhắc mình ngày xưa là bệnh tòng khẩu nhập, tức là bệnh nó đi vào từ đường miệng là chủ yếu. Nhưng mà thật ra thì chúng ta biết rằng con người chúng ta sống chưa phải là nhờ thức ăn hay thức uống, mà con người chúng ta sống nhờ cái gì? Nhờ hơi thở, nhớ chưa? Nhờ hơi thở. Chúng ta có thể ngưng ăn vài ba ngày, thậm chí vài ba tuần, chúng ta chưa chết liền. Chúng ta cũng thể ngưng uống vài ba ngày, chúng ta chưa chết liền, nhưng mà chúng ta chỉ cần ngưng thở 3 phút thôi. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta được cái sứ giả của vũ trụ nhắc nhở chúng ta rất nhiều trong những năm 2000, 2021, 2022. Và có thể trong tương lai chúng ta sẽ lại được nhắc lại với một cái cấp độ cao hơn khi mà mình chưa tỉnh giác. Vậy thì không riêng gì thầy cô giáo, dĩ nhiên thầy cô giáo là cái nghề mà phải bán cháo phổi mà, phải không? Tất cả chúng ta ai cũng cần cái hơi thở hết cả, nhưng mà hơn những người khác, thầy cô giáo là quan trọng hơn hết. Vậy thì đó cũng là lý do mà tại sao mà cái chủ đề ngày hôm nay là hồi nãy Đạt có nói á, tức là cho thầy cô giáo, nhưng mà thật ra nó có thể ứng dụng cho hết tất cả mọi người, kể cả phụ huynh, kể cả học sinh, tất cả những ai muốn duy trì sự sống của mình đều cần phải thở, đều cần phải thở hết cả. Vậy thì cái điều mà chúng ta mắc phải sai lầm ngày nay là cái gì? Ở đây để chúng tôi chia sẻ cho quý vị thấy một tí xíu nè. Rồi, thầy cô giáo có thấy được cái hình trên màn hình chưa? Dạ thấy rõ thầy ạ. Rồi, thì như vậy chúng ta thấy từ 3 giờ sáng, từ 3 giờ sáng cho tới 5 giờ sáng là cái giờ hệ hô hấp nói chung và cái phổi của mình nói riêng sẽ hoạt động mạnh nhất. Thấy chưa? Nhưng mà càng ngày thì chúng ta thức dậy quá muộn. Chúng ta khi mà chúng ta sống với cái đời sống hiện đại thì chúng ta thức dậy quá muộn. Vậy thì nó qua đi cái giờ làm việc mạnh nhất để thải ra hết tất cả những cái thán khí qua một đêm, cũng như là nó sẽ lấy cái nguồn năng lượng tinh nhất, thanh tịnh nhất, tốt đẹp nhất ở ngoài vũ trụ đem vào để kích hoạt cái hệ hô hấp của mình ngay từ đầu ngày. Và đây là cái mà chúng ta bị cái ngày nay rất lớn, có thể nói là 60-70% dân số thế giới là không dậy được 5 giờ sáng. Vậy thì chúng ta thấy rằng đã sát nút rồi,
Nếu như mà mình nói trung đạo thì ít nhất là 4 giờ, mình không thức dậy được 3 giờ sáng thì ít nhất mình phải thức dậy 4 giờ. Hay là nếu mà mình chờ nước đến chân mới nhảy thì 4 giờ 45, 4 giờ 50 lo thức dậy đi, để mình còn được một tí xíu nào đó để mình thải hết những cái khí thải ra và mình lấy được cái nguồn năng lượng tinh khiết sung mãn thanh tịnh đầu ngày của vũ trụ để đem vào để kích hoạt cho mình. Nhưng mà chúng ta không làm được cái điều này. Vậy thì một cái điều tệ hại hơn nữa là gì? Một cái điều tệ hại hơn nữa là chúng ta không thấy được cái sự kết nối mật thiết giữa sự sống của mình với môi trường nói chung và cây xanh nói riêng. Vậy thì cái gì để tạo ra oxy cho mình? Cái gì để tạo ra năng lượng sống cho mình? Chính là cây xanh. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy cái diện tích rừng trên cả thế giới nói chung và Việt Nam mình nói riêng đang giảm trầm trọng. Đúng không? Cái bầu không khí của chúng ta đang ô nhiễm trầm trọng. Vậy thì đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái sứ giả của vũ trụ đến để nhắc chúng ta liên tục. À, và một lần nữa thầy cô giáo là gì? Thầy cô giáo là cái người phải làm sao ý thức được cái điều này. Mình là cái người gieo cái hạt mầm cho thế hệ trẻ. Mình là cái nền tảng cơ bản nhất đầu tiên trong một cái xã hội. Có cái giáo dục cơ bản rồi mới bắt đầu đi đến cái vấn đề là y tế. Vậy thì trong hai cái lĩnh vực quan trọng của mọi xã hội, giáo dục và y tế phải song hành, nhưng mà trước hết phải là giáo dục. Trước hết phải là giáo dục. Từ cái giáo dục căn bản này, đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy trong cái văn hóa Đông phương ngày xưa của mình, người ta nói là muốn con hay chữ thì yêu kính thầy. Một chữ cũng thầy mà nửa chữ cũng thầy. Có là con vua nha, có là con vua đi chăng nữa cũng phải tôn kính cái vị thầy của mình thì mới nên được. Vậy thì cái người thầy cô giáo là cái người phải làm cái vai trò giáo dục từ cơ bản, quan trọng hơn cả cha mẹ luôn mà. Vậy thì những cái nền tảng căn bản này mình phải nắm cho vững, và mình phải làm sao thực hành được. Mình có thực hành, mình có thực nghiệm, mình có thực chứng, mình có cái năng lực rồi thì mình mới truyền trao cái đó cho thế hệ trẻ. Vậy thì cái việc mà muốn có được cái sức khỏe nói chung và cái nghề giáo nói riêng, việc trước hết là làm sao chúng ta phải cố gắng thức dậy sớm. Ok, chúng ta phải cố gắng thức dậy sớm. Làm gì làm cũng phải là 4 giờ rưỡi hay là 4 giờ 45 là trễ nhất, không được quá cái giờ đó. Nếu như chúng ta không ý thức được cái điều này, nếu chúng ta không làm được cái điều này thì chúng ta đã không biết bảo vệ mình và bảo vệ cái môi trường của mình là cái cơ thể của mình. Thì như vậy làm sao mà chúng ta có được một cái sức khỏe, một cái nội lực. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta nên nhớ cái một ngày ai cũng có 24 giờ như nhau hết cả, không ai có hơn mà chẳng ai có kém. Vậy thì khi mà chúng ta biết rằng muốn thức dậy sớm thì mình phải làm sao? Đi ngủ sớm. Chúng ta đâu có mất giờ nào đâu. À, vậy thì khi mà chúng ta biết thức dậy sớm, đi ngủ sớm nó sẽ đem lại cái lợi lạc gì cho mình, và cái quan trọng nhất là nó đem lại cho mình cái sức sống. Nó đem lại cho mình một cái năng lượng, cho dù bây giờ mình có ở giữa một cái thành phố rất là ô nhiễm, một cái thành phố công nghiệp, một cái thành phố rất là ồn ào, nhưng mà cái buổi sáng sớm vẫn là cái khoảng thời gian năng lượng thanh tịnh nhất, tốt đẹp nhất, tĩnh lặng nhất và trong sáng nhất. Người ta có thể thức khuya tới 1, 2 giờ sáng, thậm chí 3 giờ sáng. Và sau đó người ta đi ngủ. Vậy thì rất ít người ta có thể thức dậy sớm, xe cộ nó không có chạy sớm, nhà máy nó không có làm việc, à, tiếng ồn nó không có. Vậy thì buổi sáng sớm là cái giờ mà cái năng lượng nó thanh tịnh nhất, bầu không khí trong sạch nhất và tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, thanh tịnh nhất là đầu ngày. Vậy thì chúng ta hấp thụ cái tốt vào nhiều bao nhiêu thì cái xấu nó sẽ ít bấy nhiêu. Chúng ta đưa vào đầu ngày của chúng ta cái năng lượng tốt bao nhiêu thì nó sẽ dẫn được
Thấy không? Giống như cái đầu tàu nó mạnh bao nhiêu, nó tốt bao nhiêu thì nó sẽ kéo những cái toa sau nó sẽ tốt bấy nhiêu. Vậy thì đó là cái việc đầu tiên, việc đầu tiên mà tất cả mọi người chúng ta nói chung và các thầy cô giáo nói riêng chúng ta phải ý thức và phải quyết tâm làm được cái điều này. Đấy. Đó là cái việc thức dậy sớm. Rồi sau khi mình thức dậy rồi thì mình làm gì? Cũng vậy, sau khi mình thức dậy rồi thì mình có thể là làm vệ sinh cá nhân. À, chúng ta phải làm sao kế tiếp nữa là chúng ta nên nhớ khi mình nằm ngủ buổi tối là mình đang thư giãn hoàn toàn hết tất cả các cơ quan bộ phận của mình nó nghỉ. Vậy thì đầu ngày mình dậy thì mình phải có vài cái động tác xoa tay xoa mặt, thì cái này trong cái chương trình cũng đã chỉ rồi ha. Chúng ta xoa tay xoa mặt và đặc biệt là đầu các cái ngón tay của mình, đó là các cái xoang và nó là hệ thần kinh của mình. Vậy thì khi chúng ta xoa cái tay của mình, xoa cái mặt của mình, nó làm cho máu huyết nó lưu thông, à, nó thông cái đường hô hấp của mình. Vậy thì khi mà mình có cái sự hít thở nó thông thoáng thì nó sẽ đem cái dưỡng khí, mà cái dưỡng khí đó nó nuôi cái gì? Một lần nữa nó nuôi cái não bộ là bộ chỉ huy tối cao của mình. Đấy. Chúng ta có, quý vị nên nhớ là con người ta có thể ngưng ăn, có thể ngưng uống vài ba ngày, vài ba tuần chúng ta chưa chết, nhưng mà chúng ta ngưng thở chừng 3 phút thôi là não chúng ta nó liệt liệt. Ok, vậy thì cái làm sao mà chúng ta đưa được cái dưỡng khí oxy đó lên trên đầu của chúng ta thì cái bộ não chúng ta nó mới vận hành được tốt. Mà người thầy cô giáo đòi hỏi mình phải có gì? Mình phải có trí tuệ, phải không? Mình trao truyền là trao truyền gì? Trao truyền kiến thức thì mình phải có sự tỉnh giác, mình phải có sự tỉnh sáng. Vậy thì cái dưỡng khí oxy đầu ngày, cái xoa bóp cái mặt mình cho máu nó thông để mình lấy được cái nguồn năng lượng, lấy cái dưỡng khí đó thì mình mới có được cái sức sống của mình mới có được cái sự chủ động nữa. Vậy thì đó là cái việc kế tiếp thứ hai mà chúng ta cần phải làm. Cái việc kế tiếp thứ ba nữa là chúng ta biết rằng sống trong cuộc đời thì mình sẽ bị chi phối ở bên ngoài rất là nhiều. Ok, mình sẽ phải hướng ngoại, mình phải nhìn, phải ngó để mình thấy đường mình đi, mình phải cầm nắm, mình phải làm việc. Và đặc biệt là đối với thầy cô giáo thì mình phải tiếp xúc với học viên, với giới trẻ. Mà người trẻ thì không thể nào ngồi yên một chỗ, phải không? Người trẻ thì có khi không thể nào im lặng được, rất là năng động, rất là ồn ào, rất là bị kích hoạt. Vậy thì nó sẽ chi phối mình rất là nhiều. Vậy thì mình phải có một cái năng lực mạnh mẽ như thế nào để mà mình chiêu cảm hay là gom hết tất cả những cái năng lượng đó lại. Mình là cái cốt lõi mà, mình là cái trụ mà, mình là cái neo mà. Vậy thì muốn có được cái khả năng đó, mình phải có khả năng kết nối với chính mình. Mình phải có khả năng kết nối với chính mình ngay từ đầu ngày. Vậy thì sáng sớm ra sau khi thức dậy, xoa mặt mũi xong, đi vệ sinh hay là uống một vài ly nước ấm, rồi thì mình phải dành cho mình ít nhất là nửa giờ. Ok, ít nhất là nửa giờ đến 40 phút mình ngồi thiền in là kết nối thân tâm của mình lại trọn vẹn. Chính mình phải có mặt cho mình một cách trọn vẹn. Chính mình phải có được một cái năng lực hợp nhất. Thì lúc đó mình mới đủ cái năng lực mạnh mẽ đầu ngày đó để mình làm một cái cột trụ, mình làm cái neo để cho tất cả những cái học viên xung quanh mình nó mới bám vào mình. Còn nếu không là mình sẽ bị nó lôi kéo tứ phía bốn bề hết. Mình sẽ rất là mất năng lượng. Vậy thì đó là những cái việc mà chúng ta phải làm để bảo vệ chính mình. À, để bảo vệ chính mình trước. Nên nhớ là mình muốn cho cái gì, mình phải có cái đó trước. Mà nếu mình không có sức khỏe, mình không có sự tỉnh giác, mình không có trí tuệ, mình không có sự vững mạnh thì làm sao mình cho cả vài chục học sinh, đúng không? Vậy thì khi mà thầy cô giáo mà làm được cái điều đó thì mình không những cho đi, mà chúng ta nên nhớ cho đi thì mình sẽ được nhận lại. Vậy thì khi mà mình có được cái sự kết nối chính mình, có được cái năng lượng tích cực tốt đẹp cho chính mình, có sự hợp nhất cho chính mình rồi thì lúc đó mình sẽ cho đi, nhưng mà ngược lại ngay lập tức mình sẽ nhận lại hết tất cả những cái năng lượng tích
cực mạnh mẽ tươi mát của các em và mình không bị mất đi, còn nếu không là mình sẽ bị phân tán ra. Thành ra làm thầy cô giáo, làm thầy cô giáo nó có một cái điểm lợi là mình sẽ được cái năng lượng tích cực, năng động, tươi mới ở học trò. Nhưng mà nếu mình không biết thì mình sẽ bị mất năng lượng rất nhiều, bởi vì cái năng lượng của các em nó mạnh hơn mình, cái số lượng nó nhiều hơn mình, nó năng động hơn mình. Thành ra nếu như mình không biết bảo vệ chính mình, không biết kết nối lại cho chính mình thì mình sẽ bị nó phân tán năng lượng. Vậy thì cách bảo vệ mình, cách giúp đỡ mình để giúp đỡ các em chỉ có cách là mình phải làm sao có mặt cho mình trọn vẹn ít nhất 30 đến 40 phút đầu ngày. Và bảo đảm khi mà thầy cô giáo làm được cái việc đó thì sau khi mình ngồi bình yên là mình sẽ thấy mọi cái công việc của một ngày của mình, từ cái giáo án của mình, từ hết tất cả những cái mình sẽ chuẩn bị cho một ngày mới của mình, nó sẽ rất là rõ ràng. Nó sẽ rất là rõ ràng và mình có một cái năng lực rất là mạnh mẽ. Rồi sau đó là làm gì? Có thể tắm rửa, có thể đi ăn sáng, gọi là mình nạp cái năng lượng thô hơn tí xíu, để mình chuẩn bị cho một cái ngày làm việc của mình. Vậy thì đầu của một ngày là mình đã chuẩn bị hết cho mình hết tất cả những cái gì cơ bản nhất, từ cái phần thân đến phần tâm, từ cái sự hợp nhất, từ cái sự trọn vẹn, từ cái năng lượng tích cực sung mãn của vũ trụ vào rồi. Thì bảo đảm nếu như mà mình chưa làm trọn vẹn 100% thì những cái mà nó còn gọi là rơi rớt lại buổi chiều mình về mình giải quyết nó sẽ nhẹ nhàng hơn là buổi sáng mà mình chưa có tập được cái điều đó. Buổi sáng mà mình dậy trễ một cái là mình phải lo vội vội vàng vàng, có khi là phải lo cho chồng, có khi phải lo cho con, thậm chí có khi có mình nữa. Mà nếu mà mình dậy muộn quá rồi là mình phải lo chuẩn bị tắm rửa, chuẩn bị tài liệu giáo trình giáo án, rồi vội vội vàng vàng, có khi là mình sẽ mất đi cái sự chủ động mà bất cứ một việc gì, bất cứ một việc gì mà khi mà mình làm việc với sự chủ động thì mình sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn, tự tin hơn và hiệu quả hơn. Còn nếu bất cứ một việc gì mà mình làm với cái tinh thần bị động thì mình cảm thấy mệt mỏi hơn, căng thẳng hơn, mất năng lượng hơn và cái hiệu quả nó sẽ kém hơn. Vậy thì đầu một ngày rất là quan trọng. Đầu một ngày rất là quan trọng. Rồi, kế đến là gì nữa? Kế đến là cái cách mà thở bụng. Cách thở bụng. Làm sao để mà mình có thể hít vào thiệt sâu và mình nói thiệt là chậm để cái hơi của mình nó đi từ ở dưới lên. Và ngày nay thì chúng ta đỡ hơn ngày xưa rất là nhiều, tức là cái bảng của chúng ta nó không còn xấu, nó không còn nhám như ngày xưa, phải không? Cái cục phấn trắng của chúng ta ngày nay nó chắc hơn, nó mịn hơn, nó cứng hơn ngày xưa rất là nhiều. Và thậm chí một số trường còn trang bị cho chúng ta những cái cây viết chứ không còn xài phấn nữa. Vậy thì cái vấn đề mà ô nhiễm qua đường hô hấp nó không còn nhiều như ngày xưa, nó không còn nhiều như ngày xưa. Tuy nhiên cái mà chúng ta bị ô nhiễm ngày nay là cái gì? Cái chúng ta bị ô nhiễm ngày nay là cái sóng điện từ trường. Cái chúng ta bị ô nhiễm và tác động nhiều là cái sự năng động tâm thức của học sinh mình. Ngày nay học trò nó quá năng động, quá tăng động. Nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là do chế độ ăn uống. Ngày nay chúng ta bị sử dụng cái chất đường, chất ngọt nhiều quá. Ok. Chúng ta sử dụng chất đường, chất ngọt nhiều quá. Thứ hai là chúng ta sử dụng thịt động vật nhiều quá. Thành ra đó là hai cái nguồn thức ăn thô mà nó làm cho con người chúng ta nói chung và trẻ em nói riêng bị tăng động.
Một cái khác nữa là gì? Một cái khác nữa là chúng ta sử dụng các thiết bị điện từ trường và chúng ta cho các em, cái này liên quan đến vấn đề phụ huynh, tức là chúng ta cho các em tiếp xúc với sóng điện từ trường quá sớm và quá nhiều. Về ở nhà coi tivi, sử dụng phone, chơi game vân vân, tức là chúng ta cho các em tiếp xúc với sóng điện từ trường quá nhiều và quá sớm, thành ra những cái sóng điện từ trường này nó đã kích hoạt cái não bộ của các em. Thành ra nếu như thầy cô giáo mà không chuẩn bị cho mình một cái năng lượng để mà đối phó, thì cái sự tăng động những cái tần số năng lượng vô hình đó nó tác động lên mình liên tục, nó làm cho mình rất là mệt mỏi, nó làm cho mình phân tán năng lượng rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mà cái chương trình này á, là thầy muốn là không phải chỉ có thầy cô giáo mà kể cả phụ huynh cũng phải có ý thức. Mình thương con em mình chuẩn bị cho con em mình, không phải là cho các em thỏa mãn hết tất cả những cái nhu cầu mà các em mong muốn. Hay là mình đừng có nuôi dưỡng một cách sai lầm. Ngày nay thì chúng ta cho các em sử dụng thức ăn động vật nhiều hơn ngày xưa rất nhiều. Mà cái động vật ngày nay á, nó không phải được nuôi dưỡng một cách bình an như ngày xưa. À, ngày nay thì nó được nuôi dưỡng bằng những cái kích thích tố, bằng những cái hóa chất, bằng những cái cách rất là sai lầm, thành ra nó luôn luôn bị cái căng thẳng. Nhưng mà một cái điển hình nhất, dù là động vật hay thực vật, thì chúng ta thấy gì? Đó là chúng ta dùng cái kích thích tố tăng trưởng để cho cái sản lượng nó gia tăng và cái thời gian thu hoạch nó ngắn lại. Vậy thì cái đó là một cái tác động rất là mạnh, cái liên tục vừa nhanh vừa nhiều vừa mạnh. Thành ra khi mình dùng cái đó để mình nuôi dưỡng mình thì tất cả những cái năng lượng nó sẽ biểu hiện ra thôi, điều đó rất là rõ ràng. Tuy nhiên cái thực vật thì nó sẽ chậm nha, cái thực vật nó sẽ chậm và nó âm hơn, còn cái động vật nó quá tăng động đi và nó quá bất an, nó quá phản ứng đi. Vậy thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hầu hết người lớn trẻ em gì cũng vậy, bây giờ chúng ta sử dụng cái chất ngọt quá nhiều. Và cái chất ngọt nó là gì? Chất ngọt nó là cái nguồn năng lượng căn bản. Vậy thì đặc biệt là những cái chất ngọt mà nó không có những cái chất chát hay là nó không có những chất xơ để nó kèm lại, thì khi nó vào trong máu mình nó lên rất nhanh. Khi nó lên rất nhanh thì nó cung cấp năng lượng quá nhiều, thì nó làm cho mình tăng động cả phần thể chất, cả phần tinh thần. Mà khi nó vừa đốt, cái này là những anh chị em nào mà học hóa sinh hay là hóa cơ bản là biết rồi, tức là khi cái chất đường nó vào cơ thể mình, nó gặp oxy, nó đốt lên, nó tạo ra năng lượng như gì thì cái sản phẩm phụ của nó ra là gì? Sản phẩm phụ là carbonic. Vậy thì cái carbonic nó làm hại não của mình, đúng không? Vậy thì cái đường nó vào, nó đốt lên, nó dư thừa năng lượng quá, nó làm cho mình ngồi không yên, cái đầu của mình không yên rồi, thì sau đó cái sản phẩm phụ, tức là cái sản phẩm chính là năng lượng, nó đã kích hoạt mình rồi, nó đã làm cho mình không yên cái thân và không yên cái tâm rồi. Bây giờ thêm ngay lập tức cái sản phẩm phụ là khí carbonic, nó lại càng làm cho cái não của mình mờ mịt, để mình không có khả năng để kiểm soát, để kiềm chế nó nữa, thì nó lại càng tiếp tục, nó gia tăng cái sự rối loạn nó hơn nữa. Okay. Vậy thì ngày nay chúng ta đang lạm dụng quá nhiều cái chất ngọt, kể cả trái cây cũng vậy, chứ đừng nói là nước ngọt hay nước này kia. Vậy thì đó là những điều mà chúng ta cần phải ý thức để làm sao hạn chế tối đa hai cái thức ăn đó cho học viên, cho học sinh của mình. Vậy thì cái vấn đề này là không phải thầy cô giáo không thôi, mà phụ huynh phải có ý thức và giúp cho con em mình có được một cái sự ổn định, có được một cái sự bình lặng. À, rồi cái điểm nữa là cái gì? Cái điểm nữa là đặc biệt có lẽ là hình như cái số lượng thầy cô giáo, các cô giáo vẫn chiếm ưu thế, phải không? Các cô giáo vẫn chiếm ưu thế. Vậy thì các cô biết là mình có một cái vấn đề gì không? Trang điểm. Trang điểm. Tại vì cái cơ thể của mình che lại hết rồi, phải không? Vậy thì các lỗ chân lông của mình nó vẫn luôn luôn hở, và cái mặt, cái đầu của mình là cái gần cái bộ chỉ huy nhất, nó cần phải thông thoáng
nó cần phải thông thoáng để nó trao đổi khí, nó giải tỏa những cái bế tắc cho mình, nó giải tỏa những cái độc tố cho mình. Nhưng mà có khi mình trang điểm thì sao, bích nó lại, nó làm cho mình bị bế tắc. Rồi chưa kể những cái đồ trang điểm của mình là gì, là hóa chất, là hóa chất. Vậy thì mình không những bích lấp cái con đường giải tỏa độc tố, giải tỏa những cái năng lượng tù túng, mà mình lại đưa cái độc tố vào nữa, thành ra nó sẽ làm cho mình bị căng thẳng, nó sẽ làm cho mình bị ô nhiễm. Ở đây là chưa nói đến những vị nào mà có tuổi một tí xíu, tóc bắt đầu bạc rồi và nhuộm tóc, hay là người nào hơi xí xọn tí xíu mà bắt đầu nhuộm tóc màu, thì như vậy mình còn đưa cái chất độc vào ngay cái lỗ chân lông của mình, ngay trên đầu của mình, thì nó càng đi vào máu và đi vào thần kinh của mình nhanh hơn. Ok, thì đó là những cái điều mà nó rất là thực tế, mà có khi chúng ta tiếp xúc nó, chúng ta đưa nó vào hàng ngày mà mình không có quan tâm. Vậy thì cái việc mà muốn có được cái sức khỏe, muốn có được cái trí tuệ, muốn có được cái năng lượng tích cực để mà mình trao truyền cho các em, đòi hỏi mình phải có cái sự hiểu biết và chuẩn bị. Và có khi quý vị thấy rằng cái sự xuất hiện của mình, có khi mình chỉ im lặng thôi, phải không? Có khi mình không nói nhiều, nhưng mà mình sẽ tạo một cái ảnh hưởng cũng khá mạnh đối với học sinh của mình. Nhờ cái gì? Nhờ cái năng lượng, nhờ cái thần thái, nhờ cái tình yêu thương của mình. Và tất cả những cái đó nó biểu hiện ở đâu? Biểu hiện trên mặt, trên đầu của mình. À, vậy thì là một cái người thầy cô giáo, mình phải có được những cái điều đó. Thậm chí như thầy cô giáo không phải cho cái kiến thức, mà cho luôn cả cái tình thương yêu, cho cả cái sự quan tâm chăm sóc, mà đúng cái lúc các em nó cần, ở cái lứa tuổi nó rất là cần, và lúc đó là lúc có thể là nó tiếp nhận một cách rất là trung thực, một cách rất là khách quan, một cách rất là liên tục, chứ nó không phải như một cái người bệnh nhân. Tại vì khi một cái người bệnh nhân mà người ta gặp thầy thuốc cũng có thể là một người thầy giáo đấy, nhưng mà lúc đó có khi người ta muốn tiếp nhận, người ta tiếp nhận không được vì cơ thể nó không cho phép nữa, hay là cái sự khác biệt quá lớn giữa một cái năng lượng của một người thầy thuốc và người bệnh nhân nó quá chênh lệch, thì nó sẽ có những cái phản ứng. Còn trong khi cái người thầy giáo, cô giáo mà trao truyền cho các em đó, là nó ở một cái mức nó ngang nhau, thậm chí có khi nó là bạn, phải không? Nó dễ trao truyền cho nhau hơn. Vậy thì làm sao mà mình có thể tận dụng được hết tất cả những cái điều cơ bản đó? À, mình tận dụng được những cái điều cơ bản đó, và mình phải thực tập, mình phải quyết tâm. Trở lại là ai cũng có 24 giờ trong một ngày, không ai có hơn và chẳng ai có kém. Ok, nhưng mà nhiều khi chúng ta hay lấy cái lý do mình là cái người, mình gọi là cái tiếp người làm việc về đêm, nhưng mà thưa quý vị, đó chỉ là cái cách biện luận thôi, cái cách để mà mình lý luận phản hồi cho mình, chứ cái đó nó không đúng luật vũ trụ. Ok, khi mà chúng ta hiểu được luật vũ trụ thì đây một lần nữa là quý vị sẽ thấy cái chu kỳ sinh học của mình ở đây. Ok, cái chu kỳ sinh học của mình ở đây. Vậy thì khi mà chúng ta thấy rằng sau khi mà mình thức dậy xong, mình hít thở xong, rồi mình uống nước, mình xả nó ra, ruột già là gì? Là nó xả phân, xả rác ra hết cho mình. Thì cái giờ sắp tới là 7 giờ sáng là mình có thể nạp vào rồi, mình có thể ăn sáng để mình cung cấp cái năng lượng thô cho mình. Mà cái năng lượng thô nó vào là nó có oxy dưỡng khí, nó đốt lên liền ngay lập tức. Phải không? Thức ăn có dinh dưỡng cách mấy mà không có oxy đốt lên nó cũng vô ích. Vậy thì nó đã chuẩn bị oxy cho mình rồi, bây giờ thức ăn đưa vào nó sẽ đốt. Và từ 7 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều là giờ mà hệ tiêu hóa của mình làm việc mạnh mẽ nhất và tốt nhất. Quý vị thấy chưa? Giờ là hệ tiêu hóa của mình làm việc mạnh mẽ nhất và tốt nhất. Hệ thần kinh, hệ tuần hoàn của mình làm việc tốt nhất. Vậy thì khi mà mình hiểu cái nguyên tắc này,
Tại sao mà xã hội quy định một ngày làm việc 8 tiếng? Bởi vì cơ thể mình được quyền hấp thụ 8 tiếng, đưa năng lượng vào, thì nó phải trả lại cho vũ trụ, cho xã hội ít nhất 8 tiếng làm việc để mình cống hiến. Okay. Vậy thì bây giờ lấy ví dụ như cũng một bát cơm đơn giản thôi, nhưng mà nếu chúng ta nạp vào đầu ngày đúng cái giờ của nó thì nó sẽ chuyển hóa thành ra năng lượng tích cực nhiều nhất. Vậy thì khi nó chuyển hóa thành ra năng lượng tích cực nhiều nhất thì cái năng lượng tiêu cực và rác rưởi sẽ ít nhất. Luật bảo toàn năng lượng mà, phải không? Vậy thì cũng cùng một chén cơm thôi nha, nếu mình đưa càng đầu ngày bao nhiêu thì nó sẽ chuyển hóa ra năng lượng tích cực nhiều nhất, vậy thì cái năng lượng tiêu cực rác rưởi sẽ là ít nhất. Vậy thì cơ thể sẽ dùng rất ít năng lượng để dọn dẹp, chùi rửa, đào thải rác rưởi. Còn nếu mà bây giờ mình đưa vào quá muộn, phải không? Nếu bây giờ mình đưa vào quá muộn thì sao? Khi mình đưa vào quá muộn thì cơ thể của mình nó không làm việc được hiệu quả nữa, thì như vậy nó sẽ lãng phí đi. Vậy thì nó chuyển thành ra năng lượng tích cực ít bao nhiêu thành năng lượng tiêu cực và rác rưởi sẽ nhiều bấy nhiêu. Vậy thì mình sẽ lỗ. Vậy thấy chưa? Thành ra cái việc nạp năng lượng vào càng sớm bao nhiêu nó sẽ càng tốt bấy nhiêu. Tương tự như vậy, khi mình có nạp năng lượng vào rồi thì mình phải trả năng lượng lại. Tức là mình phải làm việc, phải cống hiến, phải trả lại, mà vay phải trả chứ, vào phải ra. Vậy thì cũng cùng một khối lượng công việc, nhưng mà nếu mình giải quyết càng đầu ngày bao nhiêu thì nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ chủ động và nó sẽ tốn ít thời gian và năng lượng bấy nhiêu. Tại sao? Tại vì đầu ngày là cái nguồn năng lượng của vũ trụ, nó đi lên, nó sáng dần, nó năng động dần, nó tích cực dần, nó thông thoáng dần. Còn càng về cuối ngày bao nhiêu là cái năng lượng nó đi xuống dần, nó hẹp dần, nó lặp dần, nó tối dần, nó chậm dần. Vậy thì cũng cùng một cái khối lượng công việc đó, mà nếu mình càng làm sớm bao nhiêu nó sẽ nhanh chóng, dễ dàng, thoải mái, giống như nãy chúng tôi nói quý vị, tức là mình chủ động. Bây giờ giao cho mình một đống việc đầu ngày, mình biết cách sắp xếp bố trí mình làm việc, dù nó có nhiều việc bao nhiêu nhưng mà mình được phân công ngay từ đầu ngày, mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn và mình sẽ biết cách sắp xếp bố trí nó hơn. Okay. Nhưng mà đưa mình giữa ngày hay cuối ngày một đống việc, đó là mình thấy nản liền, mình thấy stress, mình thấy căng thẳng liền, thấy bực bội liền. Vậy thì đó là lý do tại sao chúng ta phải hiểu rằng 24 giờ trong một ngày ai cũng có giống như nhau hết cả. Vậy thì biết cách sử dụng cái thời gian của mình cho nó phù hợp, cho nó đúng đắn. À, thì như vậy chúng ta thấy cái việc nạp thức ăn, thức uống vào càng sớm bao nhiêu nó càng có lợi bấy nhiêu. Cái việc mà xử lý công việc của mình, sắp xếp bố trí công việc của mình cũng vậy, càng giải quyết sớm bao nhiêu, càng chủ động bao nhiêu thì nó sẽ càng tích cực tốt đẹp và nó tiêu hao ít năng lượng, ít thời gian bấy nhiêu. Thành ra mình sẽ cảm thấy mình thảnh thơi, khỏe mạnh. Còn nếu như mình cứ để dồn tới cuối ngày và mình thức đêm thức hôm thì nó sẽ không làm được tốt đẹp, nó sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, nó sẽ làm cho mình bị bế tắc, nó làm cho mình bị trì trệ, nó làm cho mình bị bệnh tật, trở thành lẫn tâm. Vậy thì đối với các thầy cô giáo còn trẻ thì chúng ta còn có cái cơ hội rất là dễ, chúng ta chưa có bị những cái thói quen, cái tập khí nó lâu đời nha, thì chúng ta có thể ý thức được và chúng ta thay đổi, nó không có việc gì khó hết cả. Vậy thì đó là một vài điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ để cho quý vị. Nói chung, dù là có phụ huynh ở trong này đó, cho đến đặc biệt là các thầy cô giáo, thì như vậy làm sao mà chúng ta, khi chúng ta nắm được cái điều này á, thì chúng ta phải quyết định đó là những yếu tố cơ bản nhất. Rồi dĩ nhiên sau này khi mà có cái thời gian thì chúng ta tham dự một cái khóa học nha, thì chúng ta sẽ được học kỹ hơn, được ứng dụng, được trải nghiệm. Thì khi chúng ta có được cái sự trải nghiệm tự thân, có được cái sự thực chứng rồi, thì mình thấy nó rất là rõ ràng. Và khi mà mình đã thực chứng được rồi thì mình mới thấy trân quý cái cơ hội để có được cái thân người, mình mới thấy trân quý và
cái sứ mạng của mình là một cái người trao truyền, như nãy chúng tôi nói, tức là cái nghề giáo dục nó rất là cao thượng, nó cao quý, có thể nói là nó là cái nghề cao quý nhất trong xã hội, trước cái vị thầy thuốc luôn. Tại vì sinh ra ai cũng khỏe mạnh mà, hầu hết. Vậy thì nếu như chúng ta là một cái người mà có trí tuệ thực sự thì chúng ta sẽ có sức khỏe thực sự. Vậy thì chúng ta trao truyền cái gì đây? Chúng ta trao truyền cái trí tuệ, không phải là cái kiến thức suông, mà chúng ta phải trao truyền cái năng lượng, trao truyền cái sự sống, trao truyền cái sự biết trở về chăm sóc yêu thương. Vậy thì chính mình phải có được cái điều đó, chính mình phải thể hiện được cái điều đó. À, rồi thì đó là một vài điểm mà chúng tôi chia sẻ cho thầy cô giáo và các bạn tối hôm nay. Cái phần còn lại thì chắc để cho các thầy cô giáo đặt câu hỏi Tuấn ha. Dạ, con xin được biết ơn thầy với phần chia sẻ vừa rồi. Con nghĩ một cái bài pháp rất là ngắn nhưng mà đi vào cái trọng tâm rất lớn. Và con cũng là học y học cổ truyền, cũng hoạt động trong cái ngành y học cổ truyền từ năm 2013 đến giờ cũng coi như 10 năm. Con cũng biết đó là một trong những cái lõi mà trở thành một cái thói quen gần như cố hữu, không phải chỉ của bố mẹ mà của ông bà, của con cháu, và cái xã hội hiện tại bây giờ nó lại đáp ứng toàn bộ cái hoạt động nó theo cái lịch trình mà ngủ muộn và dậy muộn. Ví dụ như từ bên đàn ông thì là lịch bóng đá thì cũng toàn là đến đến giờ khuya, những cái bộ phim dài tập thì cũng đến tận khuya. Đó, thế thì con nghĩ nếu mà thầy cô nào ngày hôm nay được lắng nghe cái phần chia sẻ từ thầy thì càng thêm cái động lực và niềm tin để mà chúng ta không mất một khoảng thời gian nào, chỉ chẳng qua là chuyển đổi thay vì ngủ muộn dậy muộn thì ngủ sớm dậy sớm, và cái khoảng thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ sẽ quyết định rất lớn đến phần phổi cũng như sức khỏe. Con xin phép thầy, bởi vì bây giờ có đông thầy cô hơn thì con xin được dành thêm một chút để giới thiệu về thầy Thích Tâm Thành với quý thầy cô và quý vị phụ huynh. Và đã thấy hôm nay còn có ba mẹ, người nhà của thầy cô và phụ huynh cũng đang nghe cùng nữa. Thầy Tâm Thành, như lúc nãy thầy nói, là một cái nhân duyên rất lớn vì cái thời gian Covid mà một cái cảnh báo thứ ba để chúng ta có được gặp thầy ở Việt Nam nhiều hơn. Thì trước đây thầy là cựu giảng viên khoa xét nghiệm cận lâm sàng trường Đại học Y khoa Sài Gòn. Sau đó thầy sang làm tốt nghiệp tiến sĩ dược khoa tại Hoa Kỳ, chuyên ngành bệnh tiểu đường và dinh dưỡng. Thầy xuất gia tu học với Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Đây là hai vị hòa thượng chúng ta hay thường gọi là đại trưởng lão đó. Và Đạt gần như nghe những cái bộ kinh từ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, đặc biệt là bộ kinh Pháp Cú, thì luôn luôn ghi nhớ. Và Hòa Thượng Thích Thanh Từ thì mọi người biết là ở hệ thống trường phái Trúc Lâm, và thầy từng nhập chúng tu học tại nhiều thiền viện trên khắp thế giới. Thầy Thích Tâm Thành là người trực tiếp hướng dẫn nhiều hội thảo khóa thanh lọc thân tâm tại hơn 10 tiểu bang Hoa Kỳ và hơn 30 quốc gia khác ở châu Âu, châu Á, châu Úc, Bắc Mỹ và Tân Đảo. Nếu mà tất cả chúng ta là thầy cô, quý vị phụ huynh cũng như người nhà muốn tìm hiểu thêm cái kiến thức từ những cái bài chia sẻ về sức khỏe từ thầy, thì có một cái website là sốngchánhniệm.com. Ở trên đây có đầy đủ các cái thông tin từ tài liệu, rồi những cái bài giảng MP3 cho những cái phần hướng dẫn thanh lọc buổi sáng, những cái khóa học, và đặc biệt là có những cái chuyến mà thầy dành thời gian để có cái hành trình về mặt tâm linh, vừa tham gia được du lịch cùng thầy, vừa khai mở về tâm linh, lại được học hỏi về sức khỏe nữa. Đạt xin phép được giới thiệu với quý thầy cô và quý vị phụ huynh một chút như vậy, để chúng ta
càng trân quý hơn cái buổi tối ngày hôm nay khi được lắng nghe cái sự chia sẻ từ thầy. Xin cả nhà mình cùng nở hoa, thả tim và gửi những lời tri ân biết ơn đến thầy. Và đồng thời cũng xin được trân trọng kính mời thầy cô, quý vị phụ huynh có bất kỳ những cái câu hỏi nào mà chúng ta đang trăn trở cho cái sức khỏe cả thân, cả tâm, cả trí của chúng ta trong cái hành trình giáo dục con tại nhà hay là giáo dục học sinh tại trường, thì chúng ta hãy nhân cái cơ hội này để đặt câu hỏi đến thầy ạ. Quý vị có thể giơ tay trong cái biểu tượng Zoom hoặc là gửi vào cái ô chat hỏi ở trong Zoom nhé, để ban tổ chức có thể chủ động mở mic và trao đổi. Thưa thầy, trong cái lúc chờ đợi của mọi người thì con xin phép được hỏi một cái câu hỏi của cá nhân con trước, tức là khi mà con quan sát học sinh hiện tại cũng như mọi người là thầy cô ấy, đặc biệt ở Việt Nam thì con thấy bị phụ thuộc vào cái giấc ngủ trưa rất là lớn. Nếu mà không ngủ trưa thì gần như buổi chiều dậy là người con hay nghe những cái từ mà mọi người nói là người nó đơ đơ ra, không làm việc nổi nữa. Trong khi đó con vừa có chuyến đi ở một quốc gia gần nhất là Thái Lan, thì con đi đến các trường học từ mầm non đến đại học thì chỉ duy nhất cấp học mầm non thì người ta bắt buộc ngủ trưa thôi. Còn gần như tất cả các cái trường con đến thì buổi trưa học sinh được tự do, tức là muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi hay sinh hoạt bất cứ hoạt động gì thì sinh hoạt. Và gần như 100% thì không có học sinh nào ngủ trưa cả. Và buổi trưa tụi nhỏ có 1 tiếng rưỡi, tức là nếu mà tính theo tiết học của mình thì nó có rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 4 tiết học tùy vào cái cấp học. Và đó là một cái khoảng thời gian rất lớn để tụi nhỏ nó có thể trao đổi nói chuyện với nhau, giải phóng những cái tâm sinh lý mà nó không được hoạt động trong những cái giờ học căng thẳng. Rồi nó có thể rèn luyện thêm những cái kỹ năng mềm về đọc sách mà tăng được thời gian rất nhiều. Bản thân con thì trong rất nhiều năm cũng không có ngủ trưa mà chỉ có nghỉ trưa thôi. Thì con thấy một cái ngày được dài hơn rất nhiều và có rất nhiều cái khoảng thời gian để mình dành cho bản thân, cũng như là nếu cần thì chúng ta có thể dành cho công việc được. Thì con không biết là cái vấn đề như vậy nó đang nằm ở cái việc tranh luận, và con thường cũng không có phân tích cái đúng sai. Con chỉ nói là nếu mọi người thấy phù hợp thì nên nên thử, bởi vì khoa học của phương Tây hay cả những lập luận của phương Đông thì không nói đến cái việc là buổi trưa phải ngủ hay là ngủ giấc ngủ như thế nào. Rồi nhiều khi chúng con cũng gặp mà những cái phản ứng từ phụ huynh rất gay gắt là vì sao tụi nhỏ buổi trưa chỉ được nghỉ có một gần 1 tiếng thôi. Tức là chính xác là nếu bạn nào ăn mà muộn nhất thì cũng được 55 phút. Đối với học sinh trung học cơ sở, còn tiểu học thì còn được hơn 1 tiếng. Mà như vậy vẫn đang coi là ít. Thì nhân đây con xin được hỏi thầy về cái câu hỏi đó, thì rất là mong thầy chia sẻ thêm để chúng con được biết về vấn đề này ạ. Rồi, cảm ơn Đạt. Cái câu hỏi cũng rất là thực tế. Thì ở đây trở lại là thầy cho các bạn xem cái chu kỳ sinh học của mình. Chúng ta thấy cái trục là trục đứng đây, phải không? 12 giờ trưa cho tới 24 giờ tối là cái trục đứng. Vậy thì trong vũ trụ này nó có rất là nhiều cái trục, nhưng mà cái trục đứng này là cái trục quan trọng nhất, phải không? Cái trục đứng này là cái trục quan trọng nhất. Trục này là gì? Cân bằng đối xứng. Mà cân bằng đối xứng thì nó sẽ hợp nhất hoàn nguyên. Vậy thì không riêng gì con người và các động vật có xương sống nó có trục cân bằng đối xứng này. Mà trong bài thì thầy có nói rồi, kể cả các loại động vật không xương sống như con bươm bướm, con chuồn chuồn, con giun,
con dế, phải không? Và thậm chí là tất cả những cái lá cây, tất cả những cái trái, cái hoa, cái hạt, hầu hết nó đều có một cái trục đối xứng. Và ngay cả trái đất của mình nó cũng đang quay xung quanh một cái trục vô hình, phải không? Vậy thì cái trục này đặc biệt đối với chúng ta thì nó là cái gì? Nó là ngay cái tuần hoàn và thần kinh. Nó là ngay cái tuần hoàn và thần kinh. Thành ra theo cái văn hóa Đông phương, theo cái văn hóa Đông phương của mình đó, tức là sau khi mà mình nuôi dưỡng cái phần thô là thức ăn rồi thì mình phải có một cái khoảng thời gian nghỉ, khoảng nửa giờ là ít nhất. Nghỉ nghe, chứ không cần phải ngủ. Lý do tại sao? Lý do bởi vì khi mình ăn xong á, nếu như mà mình phải làm việc tay chân hay làm việc trí óc, thì máu của mình nó sẽ phân tán ra, nó sẽ không tập trung vào bao tử để nó tiêu hóa thức ăn cho mình. Khi mình nhai nó chỉ mới phần trên thôi, nó chỉ mới khoảng 1 phần 3 thôi, còn 2 phần 3 là nó làm việc trong bao tử, trong gan, trong mật, rồi nó đưa xuống ruột của mình để nó mới hấp thu. Thành ra nếu như mình không dành trọn vẹn cái sự thư giãn tập trung vào đây thì nó sẽ bị phân tán hết và nó không làm việc được chuẩn chỉnh. Đấy. Thành mà từ cái này nó có chuẩn chỉnh thì lúc đó nó mới đưa xuống ruột non để nó hấp thụ vào máu. Từ cái sự tập trung này thì cái bộ chỉ huy trên não của mình nó mới đưa về đây để nó làm việc trọn vẹn, hoàn tất. Thành ra đó là lý do tại sao mà sau buổi ăn trưa là mình cần phải có ít nhất là nửa giờ nghỉ ngơi, chứ không cần phải ngủ. Ngủ mê là sai. Ngủ mê là khi nào mình ăn quá no, mình ăn quá no, cái bụng của mình nó đầy quá, con mắt nó hết, thì lúc đó nó ngủ thì nó lại không làm việc có hiệu quả. Tại vì khi mình ngủ là cái hệ thần kinh của mình nó sẽ nghỉ rồi. Chỉ có khi mình nghỉ ngơi thì cái hệ thần kinh của mình nó vẫn còn làm việc ở bên trong, thành ra nó mới điều tiết hết tất cả những cái gì mà nó cần thiết để nó xử lý cái thức ăn của mình. Đấy. Đó là lý do tại sao cái văn hóa Đông phương ngày xưa người ta sống đúng như vậy. Và đối với tụi châu Âu, đặc biệt là dân Pháp, thì nó đi đô hộ các nước Á Châu khá nhiều, thành nó ảnh hưởng cái đó. Và những người nào mà sống đúng như vậy á thì sao? Người ta không có bệnh tật. Mà không có bệnh tật thì người ta sẽ có trí tuệ, và người ta sẽ có cái tuổi thọ dài hơn, để có sự bình an hơn, thấy không? Đấy. Nhưng mà qua đến cái văn hóa của đặc biệt là Anh Mỹ thì anh rất là thực dụng, anh rất là tham, thành ra là anh đi suốt luôn. Thì như vậy là nó được rất là nhanh, được rất là nhiều, thì như vậy nó sẽ tàn sớm, nó sẽ tàn sớm, thành ra cái con người chúng ta nó bị bệnh tật nhiều, nó bị rối loạn nhiều, và cái tuổi thọ nó không còn nữa. Đó, thành ra là cái văn hóa Đông phương của mình nó có cái triết lý nó rất là rõ ràng. À. Và ngay cả văn hóa Tây phương nó cũng hiểu điều đó, nó vẫn hiểu là sau khi chúng ta ăn xong là chúng ta không nên làm việc, nhưng mà vì nó nhìn cạn quá, nó thấy cái trước mắt là cái gì cũng phải vội vàng, cái gì cũng phải nhanh chóng, cái gì cũng phải có kết quả liền, thành ra người ta chấp nhận hy sinh. À, ta chấp nhận hy sinh cái đó để người ta đạt được cái một cái gì đó cho nó nhanh, cho nó lẹ đó. Thành ra nếu như chúng ta muốn cho mình có một cái sức khỏe ổn định cả thân lẫn tâm, có được một cái sự cân bằng hợp nhất, thì bây giờ đó là giờ nó nuôi dưỡng cả hệ tuần hoàn và cả hệ thần kinh, thì mình chỉ cần nghỉ ngơi khoảng chừng nửa giờ cho tới 45 phút là tuyệt vời, chứ không cần ngủ say mà cũng không cần ngủ quá lâu. Tại vì khi mình ngủ quá lâu rồi thì lúc đó nó sẽ mất thời gian của mình. À, mà nếu mà ngay cả lúc đó mà mình tận dụng để mình làm việc, mình đọc sách thế này kia là hoàn toàn sai khoa học. Tức là nó phân tán năng lượng ra hết thì nó sẽ không tập trung xử lý thức ăn cho mình, và thức ăn không xử lý để biến ra năng lượng tích cực được thì nó sẽ biến ra gì? Rác, chất độc, nó làm tổn hại, làm bế tắc. Đấy, thành ra là cái đó là một cái mà chúng ta nên nên thực tập, thì nó sẽ có được cái hiệu quả, có được cái sức khỏe bền lâu hơn cho cả thân lẫn tâm. Rồi ở trong này thầy thấy có một cái câu hỏi nữa là biết ăn thịt nhiều là không tốt, nhưng có lúc em bé do thiếu máu nên bác sĩ có yêu cầu ăn nhiều thịt, một ngày 5 lạng cân thịt đỏ. Ăn như vậy thì tình trạng sức khỏe có cải thiện nhưng mà bản thân lại muốn giảm thịt.
Thưa quý vị, điều này hoàn toàn không đúng. Cái đó là mình chỉ thấy cái trước mắt thôi, giống như cái hồi nãy mình thấy là bây giờ mình sẽ dành luôn cái thời gian buổi trưa là mình thấy mình giải quyết được nhiều việc chứ gì. Nhưng mà về lâu về dài thì nó không có. Vậy thì bây giờ nói về cái sự xuất phát đầu tiên. Mình là cái con người, mình có 32 cái răng. Vậy thì trong 32 cái răng mình chỉ có 4 cái răng nanh thôi. Vậy thì chỉ có 1 phần 8. Ok, mình chỉ có 1 phần 8 tổng lượng răng của mình là sắc bén để nhai nghiền thôi. Nhai chết cứng chết dai thôi. Còn mình có đến 7 phần 8 răng hàm để mà mình nghiền ngũ cốc. Và chúng ta nên nhớ là cái khi mà mình mới sinh ra người ta gọi là tiên thiên khí, tức là mình lấy cái năng lượng từ vũ trụ, lấy cái năng lượng từ cha mẹ gọi là tiên thiên khí, nhưng mà khi mình sanh ra đời rồi nó gọi là hậu thiên khí, tức là cái khí lực sau khi sinh ra. Và cái đó nó còn gọi là cốc khí hay vị khí. Vị là cái bao tử, cốc là ngũ cốc. Vậy thì con người chúng ta là động vật ăn ngũ cốc, ăn rau củ quả trái hạt chứ không phải ăn thịt. Đấy. Đặc biệt đối với dân châu Á, dân lúa nước như mình nữa, dân mà gọi là khí hậu ẩm nhiệt đới nhiều, thì mình lại chúng ta thấy rằng 60 đến 80 60 đến 80% người Việt còn không tiêu thụ được sữa bò nữa, mà chứ đừng nói thịt, phải không? Tức là mình tạo hóa tạo ra cho con người mình không sử dụng sản phẩm động vật kể cả sữa, thành ra nó không có cái men để xử lý sữa nữa, chứ đừng nói thịt. Vậy thì đó là cái thứ nhất để mình thấy. Cái điều thứ hai nữa là nếu như chúng ta nói là không ăn thịt thì không có sức khỏe, vậy thì chúng ta thấy rằng cái dân Ấn Độ nó cả 1,5 tỷ người hơn, mà từ mấy ngàn năm rồi nó đâu có ăn thịt đâu, nó vẫn to con, nó vẫn mập mạp, nó vẫn đẹp, nó vẫn thông minh hơn mình luôn mà, phải không? Movie star Ấn Độ nó đẹp hơn Việt Nam mình, nó to con hơn, nó thông minh hơn trong tất cả các lĩnh vực y khoa như IT. Vậy thì nó đâu có ăn thịt đâu, nó ăn thực vật, mà ăn thực vật rất đơn giản luôn, chưa nói dân tộc nào khác hết cả. Thì cái gần nhất của mình là Ấn Độ. Vậy thì cái văn hóa của mình xưa nay cũng vậy, tức là chúng ta không nhìn được cái chiều sâu. Và nếu chúng ta nhìn lại sâu hơn tí xíu trong vũ trụ, cái con gì mà to nhất, con gì to nhất, nặng nhất, sống lâu nhất, mạnh nhất là con voi. Con voi nó đâu có ăn thịt đâu, nó ăn rau không à. Rồi tới cái con ở dưới nước là con gì? Con hà mã. Nó cũng nặng mấy tấn mà nó ăn cỏ không à. Thấy không? Rồi tới cái con mà nó chịu mưa, chịu nắng, chịu nhiệt, chịu khô, chịu hạn, chịu nặng nề là con gì? Con lạc đà. Nó đi qua sa mạc, ban đêm thì nó lạnh cóng, ban ngày thì nó nóng như thiêu. Nước uống không có mà phải khiêng vác vận chuyển nặng như vậy, mà nó cũng chỉ ăn cỏ thôi. Vậy thì sức bền bỉ dẻo dai hay là sức sống, nó không phải là từ động vật. Cái đó nó chỉ là cái tạm thời, cái ngắn mà mình không nhìn thấy nó vậy thôi. Thành ra để chúng ta phải hiểu được, chứ chứ không phải mà nghe những cái mà nó chỉ có một chiều mà mình không có tư duy. Lấy ví dụ như chúng tôi có thường nói trong lớp học đó, tức là cái sữa bò nó lừa cả thế giới, cả hàng mấy tỷ người, không phải là cái người nông dân, không phải là cái người làm ruộng, mà nó lừa luôn cả giáo sư, bác sĩ. Nó lừa mấy chục năm trời, thấy không? Nhưng mà thầy chỉ đặt hai câu hỏi thôi. Câu hỏi thứ nhất là các bạn tìm cho tôi một cái con động vật nào mà nó cho con của nó bú chính sữa của nó quá một năm không? Thì thưa quý vị, anh chàng nông dân, anh chàng đi chăn trâu chăn bò sẽ trả lời ngay lập tức, không cần học gì hết trơn, không có đứa nào hết, không có con nào hết. Vậy thì cớ sao mà bạn đi bú sữa của người ta mà bạn đã bú sữa cả đời? Phải không? Thì chỉ cần đặt câu hỏi lại để cho người ta tư duy, người ta nhìn ra thôi. Và cái câu hỏi thứ hai là ở xã hội con người thì mình còn có cảnh sát, mình có quân đội, mình có tòa án, mình có luật pháp,
có nhà giam vân vân, nhưng mà ở ngoài thiên nhiên đâu có đâu, ở ngoài thiên nhiên không có nhà giam, không có luật pháp, không có tòa án, không có cảnh sát, không có công an gì cả. Vậy thì chuyện gì xảy ra nếu con này có thể sử dụng được sữa của con kia? Hả? Nếu như con này mà có thể sử dụng được sữa của con kia thì mạnh sẽ hiếp yếu, lớn sẽ hiếp nhỏ, đông sẽ hiếp ít. Vậy thì những cái con vật nhỏ thấp cổ bé họng nó sẽ bị tiêu diệt, nó sẽ bị diệt chủng mất tiêu rồi. Nhưng mà quý vị thấy qua lịch sử thì những cái con bé nhỏ nó bị diệt chủng, hay là những cái con lớn như khủng long bị diệt chủng, thấy không? Vậy thì vũ trụ nó có luật của nó. Thành ra ngay cả cái sữa bò mà mình lạm dụng nó đã không đúng rồi, huống chi là những cái thịt của nó hay là những con vật của nó. Vậy thì đó là những cái mà để chúng ta tập tư duy, cũng như là mình cái cách mà mình giảng dạy cho học trò cũng vậy. Khi mà một cái vấn đề gì mình cho các em nó nhìn hết tất cả mọi khía cạnh, tập đặt cái câu hỏi phản biện, để từ một cái bài học đó nó sẽ học ra được rất là nhiều cái bài học nha, chứ không phải là chỉ một cái vấn đề đó sáng tỏ một vấn đề, từ một cái vấn đề đó làm sao nó sáng tỏ được hết tất cả những vấn đề khác, để nó động não, nó tư duy và nó tập nhìn những cái hiện thực khách quan trung thực. Đấy thì đó cũng là cái nhiệm vụ của thầy cô giáo của mình. Thói quen ngủ trưa, nếu không buổi chiều rất mệt. Đúng, thì như là có thưa với quý vị đó, tức là tại vì nếu như chúng ta biết rằng cái buổi trưa là ngay giữa ngày, thành ra nếu như người nào mà mình có được một cái bình ắc quy của mình mà nó mặc, tức là mình sạc đầy bình, lấy ví dụ như cái mình có cái điện thoại chứ gì, nếu mình sạc pin đầy và mình xài vừa phải thì có khi mình xài hết một ngày nó mới hết điện. Nhưng mà nếu cái cục pin của mình nó yếu rồi, hay là nếu mình sử dụng nhiều quá, liên tục quá thì nó sẽ hết pin nửa chừng, thì mình phải tiếp tục sạc nữa. Vậy thì có những người không biết cách gìn giữ năng lượng của mình, hay là cái bình ắc quy của mình, cái cục pin dự của mình nó yếu quá, mình nạp vào có nó bị thất thoát, hay là mình không thể nạp đầy được. Vậy thì vấn đề như sáng mình nói đó, tức là sáng sớm mình dậy đó là cái nguồn năng lượng tinh nhất, mình phải biết cách làm sao nạp nó vào. Mà muốn nạp nó vào thì mình phải xả nó ra, tức là trước khi mình nạp cái năng lượng đó vào, mình phải dậy đúng giờ để mình xả hết tất cả những cái khí độc ra, mình phải xả hết cái rác của mình ra, cái bình của mình nó trống bao nhiêu thì nó mới nạp vào đầy đủ bấy nhiêu. Thành ra người ta cũng mới có cái câu là gì, buông tất cả thì mới đạt được tất cả. Mình có một cái ly, mình đổ hết nó ra thì mình mới lấy được cái mới và đầy đủ trọn vẹn. Còn nếu mình chỉ đổ ra có một tí xíu thì mình sẽ lấy cái mới được một tí xíu thôi. Ok. Vậy thì cái việc mà mình chuẩn bị đầu của ngày của mình để lấy cái năng lượng vào như thế nào, đó là năng lượng tinh. Kế đến là nãy mình nói gì, 6 rưỡi 7 giờ là mình phải ăn sáng, cũng một lượng thức ăn đó, nhưng nếu mình nạp vào đầu ngày sớm bao nhiêu thì nó sẽ chuyển thành ra năng lượng tích cực tốt đẹp cho mình nhiều bấy nhiêu. Còn khi sáng ra mình không chịu nạp, mình chờ đến trưa đến chiều mình mới nạp, thì nó sẽ không chuyển ra năng lượng tích cực cho mình, tức là mình không có nạp đủ bên. Điều đó là cái vấn đề nạp vào. Vấn đề xả ra cũng vậy, nếu như mà mình không giữ được cái sự hợp nhất của mình không giữ được cái sự bình an của mình không kết nối được với mình, thì mình bắt đầu mình ra ngoài cái mình bị dính, mình bị các em nó lôi kéo, mình bị bao nhiêu cái căng thẳng, bao nhiêu cái lo lắng, bao nhiêu cái phiền não, mình mất năng lượng quá nhiều đi, quá nhanh đi, thành ra mình bị tụt năng lượng. Vậy thì đó là những cái cách để mình bảo vệ mình. Vậy thì cái việc nghỉ trưa tối đa 45 phút thôi, không được hơn nha. Nó rất quan trọng nhưng mà mình không thể lạm dụng được nó. Không ngủ quá lâu, không ngủ quá sâu, chỉ nên nhắm mắt để cho những cái đối tượng xung quanh nó đừng tác động vào mình, là mình nghỉ ngơi thả lỏng thôi, chứ không ngủ mà cũng không quá lâu. Quá lâu là coi như chứng tỏ rằng cái việc nạp năng lượng vào của mình chưa đúng cách, cái việc sử dụng năng lượng ra của mình không đúng cách. À, thì như vậy nó sẽ làm cho mình hao tốn rất nhiều cái thời gian và công sức, thì mình cần phải điều chỉnh trở lại. Không biết là cái phần sau giờ sáng và giờ tối như thế nào, thầy có thể chia sẻ thêm một chút được không ạ? Không thì cái nguyên tắc là như vậy đó, tại vì buổi trưa của mình là buổi chính nha, buổi trưa của mình là buổi chính, thành ra cái giờ mà mình ăn trưa
cũng phải tối thiểu là 30 đến 40 phút. Okay. Vậy thì khi mà cái giờ ăn trưa 30 đến 40 phút thì cái giờ mà mình nghỉ trưa sau khi mình ăn xong, mình cũng phải nghỉ cho mình 30 đến tối đa là 40 phút. Thì tương tự như vậy, buổi sáng và buổi chiều mình chỉ cần có 20 phút để mình ăn thôi. Mình ăn nhẹ buổi sáng, mình ăn nhẹ buổi chiều. Vậy thì mình không, chỉ cần nghỉ ngơi sau đó là 15 tới 20 phút thôi. À, cho mình không cần nghỉ lâu. Lúc nghỉ ngơi không làm gì cả, không suy nghĩ, ngồi thư giãn thả lỏng hay là thiền hay là gì, thì mình có thể làm bất cứ cái động tác nào. Ok, tức là mình có thể ngồi dựa ghế, mình có thể nằm cũng được, nhưng mà cái quan trọng nhất là gì? Cố gắng hạn chế tối đa cái việc để bên ngoài tác động vào mình, nhắm mắt càng tốt. Còn nếu người nào mà ngại nhắm mắt thì mình cũng có thể là khép mắt lại, hay là mình quay vào tường để những cái xung quanh nó không tác động vào mình, và mình càng trở về với mình được nhiều bao nhiêu thì như vậy là nó sẽ càng gom cái năng lượng vào để nó làm việc, phân tích rồi xử lý hết tất cả những cái thức ăn cho mình, mà nó không bị phân tán năng lượng đi. Chứ không nhất thiết là phải ngồi thiền. Cái vấn đề mà uống nước và ăn trái cây á, thì thật ra nó không có cái nào đúng và không đúng. Tại vì khi mà mình bị kẹt vào cái đúng, cái tốt, thì ngay lập tức mình sẽ lạm dụng nó. Nhưng mà mình phải hiểu là gì, là mình phải lắng nghe cơ thể của mình. Vậy thì bây giờ đối với miền Nam chúng ta, một năm chúng ta có 2 mùa, nhưng mà miền Bắc một năm có 4 mùa, phải không? Thì làm sao mà nó giống nhau được? Rồi bây giờ nghề nghiệp mỗi người mỗi khác, cái người làm ngoài đồng nó sẽ khác với người làm ở trong văn phòng. Bây giờ cũng làm việc văn phòng nhưng mà anh chàng làm ở máy lọc nó sẽ khác với anh chàng mở quạt và anh chàng mở cửa sổ, phải không? Rồi bây giờ cũng cái thư ký, nhưng mà anh chàng thư ký mà ngồi với máy máy tính khác, mà anh chàng thư ký mà phải ngồi nói chuyện với khách hàng nó khác. Cái người phải nói chuyện nó hao hơi, nó tốn hơi nhiều hơn, nó mất hơi nước nhiều hơn. Rồi anh chàng mà mang áo quần kín đáo với anh chàng mang áo quần hở hang nó khác, vậy thấy không? Thành ra nó có rất là nhiều cái yếu tố nó tác động vào. Vậy thì nước là gì? Nước là chất liệu cơ bản trong con người. Vậy thì nó sẽ tùy theo cái cân nặng của mỗi người, nó tùy theo chế độ sinh hoạt, nó tùy theo mùa màng. Thành ra mình phải biết điều chỉnh nó cho nó không có cố định. Ngày hôm nay mình đi làm việc nó khác, ngày mai mình ở nhà nó khác. Ngày hôm nay chế độ ăn của mình nó khô thì mình cần uống nước nhiều, nhưng mà ngày mai mình có thể là mình sẽ có rau xanh nhiều hơn, mình có trái cây nhiều hơn. Thì mình trong tất cả thức ăn của mình đều có nước hết cả. Đây. Vậy thì những cái đó là những cái mà mình cần phải tập lắng nghe cơ thể của mình để điều chỉnh, để thích nghi. Chứ mình không có lạm dụng nó. Và nếu như mình biết cách uống nước một cách chậm rãi đúng đắn thì nó sẽ đưa vào để nó tiếp thu đúng. Còn có khi là mình đưa nhanh quá, đưa nhiều quá nó nhận không được. Một cái điểm nữa là gì? Thật ra thì cái gì mình, ngay cả trái cây cũng vậy, rau xanh cũng vậy, nếu chúng ta biết cách sử dụng thì nó có thể đem lại cái lợi lạc. Nhưng mà ngày nay thì trái cây thì mình sợ trái mùa, trái cây thì người ta bỏ thuốc nhiều quá. Hay là chẳng hạn như rau cải, mà nếu như mình ăn rau cải sống thì có khi là có thuốc trừ sâu, có thuốc diệt cỏ. Còn nếu như mà nó không có thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ thì sợ trứng, sợ côn trùng, sợ những cái mầm bệnh. Thành ra là mình phải biết là cái nguồn thực phẩm của mình nó có tốt hay không và cách xử lý nó như thế nào. Ok, chứ nên nó không có cố định. Vậy thì mình phải có sự tỉnh giác, mình phải biết rõ cái nguồn của mình và mình cần phải xử lý như thế nào. Lấy ví dụ như hạn chế trái cây ngọt, hạn chế không ăn trái cây sau khi ăn cơm, đến lúc bụng trống. Rau cải thì mình phải ngâm nước muối,
là ngâm nước sát trùng nếu như mình muốn ăn rau sống, còn nếu mình nấu chín thì mình nấu vừa phải, đừng nấu quá chín, và sử dụng hầu hết tất cả những loại trái cây hay rau củ nào theo vùng theo miền, đừng có nhập từ xa vô, vân vân. Thì đó là những cái mà vào trong cái khóa học thì chúng ta sẽ được hướng dẫn nhiều hơn, cũng như chúng ta tập quan sát trong xã hội của mình, trong từng cái vùng miền của mình để mình biết cách chọn lựa. Thưa thầy, là có một câu hỏi về bảo vệ cổ họng của cô giáo, là làm sao để bảo vệ cổ họng khi nói nhiều liên tục. Nhờ thầy chia sẻ cách bảo vệ cổ họng vì con nói nhiều không đúng cách nên bị viêm họng hạch. Một số thầy cô thì bị khan cổ, mất tiếng, hoặc là giống như viêm dây thanh quản ấy. Dạ. Thì đó thì như hồi nãy là thầy nói rồi, tức là chúng ta tập lấy hơi từ bụng, tập lấy hơi từ bụng là thứ nhất. Thứ hai là mình tập nói chậm lại. Cái thứ ba nữa là khi mà mình ở trong lớp, quý vị đỡ là quý vị ở trong lớp học nó ổn định hơn, chứ còn chẳng hạn như thầy có lúc là thầy phải giảng ở bên ngoài, rồi có khi là cái thời tiết nó thay đổi, có khi đặc biệt là khí hậu lạnh, gây khí hậu lạnh thì nó làm cho mình bị khô. Vậy thì tập dậy sớm, tập hít thở bụng, tập chú tâm vào bụng của mình, tập nó chậm lại tí xíu, thì đó là những cái cách để cho mình giữ được cái hơi của mình. Kế đến là gì? Kế đến là chẳng hạn như đừng uống đồ ngọt, đừng uống nước đá. Có khi hầu hết chúng ta vẫn bị cái thói quen là uống nước đá lạnh hay uống nước ngọt. Đây là hai điều tối kỵ. Đây là hai điều tối kỵ đối với cái người phải nói nhiều. Okay. Một là uống nước ấm không thôi. Hai là nước có hơi chua chua, ấm ấm. Cái chất chua nó sẽ kích thích mình tiết ra cái nước bọt. Cái chất chua nó sẽ làm tan hết tất cả những cái chất dịch nhờn, dịch nhầy. Chất chua nó sẽ kích thích hệ miễn dịch của mình. Chất chua nó sẽ kích thích hệ thần kinh của mình cho mình tỉnh táo hơn. Okay. Thành ra mình sẽ có một cái ly nước ấm ấm hơi chua chua, mà nếu chua chua đắng đắng chẳng hạn như cái vỏ chanh thì tốt hơn. Rồi thì mình chỉ cần ngậm một ngụm thôi, để trong miệng của mình, tức là chẳng hạn như sau khi mình nói 10 15 phút gì đó mình thấy nó hơi khô khô, nó hơi nghẹt nghẹt, mình ngậm một tí xíu, mình để trong đó khoảng chừng vài ba phút để mình nuốt xuống từ từ. Thì nếu mà mình không ăn đồ chiên, không uống nước đá, không ăn đồ ngọt, ba cái đó là ba cái tối kỵ. Nó sẽ rất là làm cho mình bị viêm phế quản, viêm họng hạch, bị những cái bệnh đường hô hấp rất là dễ. Rồi trong trường hợp nếu như mà mình đã lỡ bị rồi, có cách nào dầu mè hay là miền Bắc gọi là dầu vừng đó, hay là dầu dừa, mình bỏ khoảng chừng một thìa cà phê vào, mình ngậm, mình nhai chậm 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 khoảng chừng 10 15 phút mình nhổ bỏ, và một ngày mình có thể làm 2 3 lần như vậy thì nó sẽ giúp cho mình trị cái bệnh viêm họng hạch. Chứ còn súc nước muối rồi là cũng được, đó là những người mà bị viêm xoang, viêm họng thường xuyên súc nước muối, bằng nước muối nhạt thôi, nước muối bằng nước muối như mình nấu canh, tức là khoảng 1% là tối đa, đừng có súc nước muối mạnh quá. Nhưng mà nước ấm, nước chua hơi đắng đắng tí xíu là tốt, và sử dụng cái dầu mè hay là cái dầu dừa để mình nhai. Rồi cái gì đây? Anh chờ đây tí xíu.
Quý vị nào mà Nãy thầy chị chia sẻ câu hỏi thì nhớ gửi lời biết ơn, coi như mình đã đón nhận được cái câu trả lời cho câu hỏi của mình. Dạ rồi thưa thầy, chắc mấy câu hỏi thì thầy đang chủ động đọc để có cái cách trả lời tổng quan cũng như cho từng cái câu. buổi trưa thì dành thời gian đi tắm nắng, đi dạo là một cách nghỉ ngơi. Thật ra vừa nãy có chia sẻ với quý thầy cô á, tức là khi mình nghỉ ngơi là mình phải thả lỏng hoàn toàn, không làm việc, không cho cơ bắp làm việc và thậm chí không cho cái thần kinh của mình nó làm việc luôn thì mới gọi thực sự là nghỉ ngơi, để nó tập trung cái năng lượng vào bên trong. Tại vì khi mình đi bộ là mình có vận động thì như vậy máu nó lưu thông, nó đẩy ra ra chân của mình rồi thì nó không có gom lại trong bao tử của mình. Ok, kể cả cái mà mình nằm mình thư giãn, bây giờ mình không đọc sách mà mình xem tivi, thậm chí như nghe nhạc. Nghe nhạc có lúc tùy theo cái điệu nhạc, nếu như nó là một cái điệu nhạc rất là thư giãn, rất là thư giãn, nó sẽ gần trùng với cái tần số hơi thở của mình đó, thì nó sẽ giúp cho hệ thần kinh mình nó thư giãn, nó tập trung vào bên trong. Nhưng nếu mà một cái nhạc hơi kích động, một cái nhạc mà mình hơi bị dính, tức là mình hướng ngoại, tức là nó cũng đã không có trọn vẹn vào bên trong rồi. Ok, thành ra cái việc mà đi tắm nắng trong lúc đó là không 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 có tốt lắm. Rồi, thanh lọc khô, không ăn không uống, thì ở đây cũng vậy, trở lại là quý vị phải tập, quý vị phải tập phản biện, tức là trong đời sống rất là bình thường và tự nhiên của mình, cái con đường mà cơ thể mình nó đào thải chất độc qua mấy đường, qua ba đường. Thứ nhất là đường đại, một ngày một hai lần. Thứ hai là đường tiểu, một ngày cũng bốn năm lần. Và cái thứ ba là đường ra mồ hôi. Ok, vậy thì ngày nay chúng ta bị mất cái cơ hội để ra mồ hôi rồi. Trong khi ra mồ hôi nó có thể ra liên tục, nó ra hàng tỷ tỷ cái lỗ chân lông, thì chúng ta đã mất đi cái cơ hội của đường ra mồ hôi rồi. Vậy thì chúng ta chỉ còn đường đại và đường tiểu. Mà đường đại và đường tiểu mà bây giờ khi mà chúng ta thanh lọc khô, chúng ta không đưa thức ăn, không đưa thức uống, không đưa nước vào thì làm sao nó xả ra được? Hả? Vậy thì đâu có chất chất độc nó đâu có ra, thì làm sao gọi là thanh lọc được? Cái đó nó không có đúng tự nhiên. Nếu như mình nói mình rèn luyện cái kỹ năng chịu đựng hay là survival trong những cái tình huống khẩn cấp hay gian khó thì có thể được. Chứ còn nếu nói thanh lọc thì hoàn toàn nó sai lầm. Tại vì thanh lọc là nó phải đẩy những cái chất độc ra, nó phải thải ra. Mà cái con đường thải rất là tự nhiên hàng ngày của mình thôi, chứ chưa nó đi vào một cái chương trình gì. Nó phải ra đường đại, ra đường tiểu, ra đường mồ hôi. Bây giờ ba đường đó không có ra được cái gì hết trơn, thì làm sao gọi là thanh lọc? Và nó trái tự nhiên, phải không? Rồi, bị hơi dạ dày nhưng không đau bụng. Có phải do chế độ ăn hay không? Có thể, tức là nó có thể do mình ăn nhanh quá, có thể do mình vừa ăn mà mình vừa nói chuyện hay gì đó, tức là cái hơi nó vào. Rồi cũng có thể là do cái thức ăn nó không có tiêu hóa được, nó sinh hơi, sinh ga. Cũng có thể là do mình uống nước ga, nước ngọt, nước lạnh, nước đá, nước có vị chát. Hay là nó có thể một cái yếu tố rất là mình, tức là cái đầu của mình đang suy nghĩ, đang căng thẳng. Đấy, thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, thì như vậy mình phải tập lắng nghe để tìm ra cái nguyên nhân. Uống nhiều nước nhưng thường xuyên có cảm giác khát nước khô họng. Rất háo nước mà về điều phòng cảm giác.
Đúng rồi, cái này á tức là nếu như ok ở đây là thầy nói nếu như một người mà không bị rối loạn thần kinh, không bị rối loạn nội tiết nha, thì khi mình ở trong phòng lạnh mình sẽ cảm thấy khát nước hơn và đi tiểu nhiều hơn. Lý do tại sao? Bởi vì phòng lạnh nó khô, phòng lạnh nó khô hơn là cái điều kiện bình thường ở ngoài của mình, ở ngoài mình ẩm hơn, thành ra khi nó khô như vậy á thì nó làm cho mình cảm thấy bị khát nước, bị thiếu nước. Nhưng mà vô phòng lạnh thì mình lại không có ra mồ hôi, nó không có bị mất nước qua da của mình, thành ra nó chỉ có duy nhất cái đường để đào thải ra đường tiểu, thành ra mình uống vô bao nhiêu nó không ra được cái miệng, nó không ra lỗ da của mình, nó ra đường tiểu, thành ra cái người ở trong phòng lạnh sẽ thấy khát nước hơn mà đi tiểu nhiều hơn. Đó là điều rất là bình thường. Chỉ có điều là khi mình uống nước vào thì thông thường là mình uống nước lọc hay là nước lạnh hay là nước ngọt, nhưng mà mình không uống nước muối. Nhưng mà khi mình ra mồ hôi hay mình đi tiểu thì nó làm sao? Nó mặn, nó ấm. Quý vị thấy chưa? Không ai chịu để ý cái điều đó hết. Vậy thì khi mà mình đưa vào là mình đưa lạnh, mà mình đi ra là đi ra nóng, thì như vậy nó sẽ hao cái năng lượng. Khi mình đưa vào là đưa vào nước trong, nước lọc, nhưng mà khi mình ra là ra nước muối. Thành ra chính vì vậy nó sẽ làm cho mình có cái cảm giác khát, cho đưa vào mãi, đưa vào mãi. Một cái điểm khác nữa là khi mình đưa vào quá nhanh, mình đưa vào quá nhanh thì nó không kịp lấy thông tin để nó báo về bộ chỉ huy của mình. Vậy thì có khi mình thỏa mãn cái lưỡi của mình, hay thậm chí mình chưa thỏa mãn cái lưỡi của mình, chưa thỏa mãn cái cảm giác khát của mình, nhưng mà cái bụng của mình nó đã đầy, cái lượng nước vào trong cơ thể mình đã quá nhiều, thành ra nó bắt buộc mình phải thải ra, còn nếu không nó sẽ hại tuần hoàn và tim mạch. Vậy thì khi nó thải ra thì hồi nãy mình đưa vào là đưa vào nước lọc, nhưng mà khi nó thải ra là thải nước có muối. Vậy thì nó sẽ làm cái nồng độ, nó sẽ làm cái nồng độ ở bên trong của mình nó bị loãng ra. À, nó làm cho mình cảm giác thiếu hụt, thành ra mình cứ đòi uống nước, mà uống vô mà uống càng nhanh bao nhiêu, càng lập bao nhiêu thì mình là càng phải thải ra nhiều bấy nhiêu, mà cứ như vậy mình đi vào cái vòng luẩn quẩn, thành ra tập ngậm ngậm nước trong miệng, có thể nó là càng lâu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, để cho lưỡi của mình, thần kinh của mình nó nhận đủ, và thậm chí là nó bão hòa luôn, thành ra mình sẽ uống rất ít mà nó cảm thấy đầy đủ, chứ nó không đưa xuống bụng, nó không đưa xuống ruột non, nó không đưa vào máu. Ok, thì đó là cái cách để mình xử lý trong những trường hợp này. Cái này thì Thảo nói cái này á là nó không có hợp lý, tức là nếu như không uống nước, nếu như không uống nước mà đi vệ sinh nhiều, tức là nói một cách khác tức là vào thì rất ít mà ra thì rất nhiều, thì như vậy nó làm sao? Càng ngày nó sẽ càng khô người đi, càng ngày nó sẽ càng teo lại, tại vì vô ít hơn ra mà, thấy không? Thì nó không hợp lý. Vậy thì có thể là mình uống rất ít nước, nhưng mà bù lại là mình ăn trái cây, ăn rau xanh, ăn súp, hay là mình ăn cái thứ gì đó nó bù nước lại. Chứ còn nếu mà bây giờ chẳng hạn bây giờ mình cứ tính đi, tức là giờ chẳng hạn như một ngày mình uống có một ly nước, mà giờ mình đi tiểu 2 lần thôi, có khi đi tiểu 1 lần là nó ra đúng 1 ly nước rồi. Nếu mà các bạn không tin là các bạn lấy cái chai nước của mình cắt cái đầu đi, xong rồi mình đo mỗi lần mình đi tiểu thử xem nó ra bao nhiêu ml. Vậy thì nếu mà cái lượng vào mà ít hơn cái lượng ra thì chỉ cần sau một ngày là mình mất 1 ký, cứ mỗi một ngày mất 1 ký thì tuần lễ là mất hết 7 ký rồi, là cái người nó ốm to ốm teo, nó khô queo khô đét, đúng không? Thành ra đó là cái cách để mình tập, mình kiểm tra lại. À, trời lạnh hay bị đau một bên vai gáy do cơ thể của mình nó bị âm bị hàn à.
Có lẽ thì chẳng hạn như đau vai gáy thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, tức là chẳng hạn như mình hay ngồi mình gục cái đầu xuống, mình ngồi mình vẹo một bên, nhưng mà nếu như kết hợp thêm cái trời lạnh, tức là do trong người mình nó quá âm quá hàn, thì khi mà cái thời tiết lạnh thì nó hút thêm cái hơi âm vào, nó làm cho mình bị bế tắc hơn nữa, thành ra mình sẽ cảm thấy lạnh lẽo đau nhức hơn. À, câu hỏi của Đức. Đúng rồi, cái này là thầy đã cảnh báo ngay từ trước dịch luôn rồi mà. Tức là cái mục tiêu của cái vaccine trước hết là để kiểm soát khống chế nhân loại, và sau đó là để tiêu diệt, hạn chế dân số. Đó là mục tiêu của những người làm ra cái vaccine, làm ra cái dịch bệnh này. Thành ra chưa bao giờ trong lịch sử mà người ta sử dụng cái vaccine không phải là cái mầm bệnh. Nguyên tắc của vaccine là sử dụng một phần của mầm bệnh hay là toàn bộ của một phần của cái mầm bệnh đó mà làm cho nó yếu đi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên trong lịch sử cái vaccine không dùng cái đó mà dùng một cái công nghệ giả bao bọc để đưa cái gì vào. Vậy thì cái như nãy thầy nói là gì, cái con virus này nó là một cái sứ giả để nó đánh thức cho mình về cái tầm quan trọng của sự sống mà mình đã lạm dụng. Tức là ông bà mình nhắc xưa nay là bệnh đi vào từ miệng, nhưng mình không chịu tỉnh, thành ra giờ người ta phải cho thấy cái cụ thể hơn là sự sống của mình bằng hơi thở, để mình biết trân quý sự sống của mình và trân quý sự sống của muôn loài, kể cả cây cỏ và môi trường. Cái thứ hai nữa là một cái người mà bị nhiễm bệnh, người ta có kháng thể nó sẽ khác với một cái người chích vaccine. Và cái người chích vaccine này thì đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử mà cái tỷ lệ tử vong cao như vậy khi chích vaccine, cao gấp mấy chục lần luôn, thậm chí là có những vùng nó đến mấy trăm lần so với các loại vaccine trước đến giờ. Như vậy ở đây làm gì? Vaccine này nó vào để nó làm cho các cái tế bào máu của mình nó dính chùm lại với nhau và nó sẽ không có di chuyển được. Vậy thì nếu như mà nó chần ở một cái mạch máu ở bên ngoài thì mình chỉ cảm thấy lạnh, thấy tê, giống như một người bị đột quỵ. Nhưng mà khi nó đi vào một cái mạch máu quan trọng, vào tim hay vào não, thì có thể là người ta đi liền ngay lập tức. Nó chặn ngay cái mạch chính của người ta. Vậy thì cái việc mà mình thanh lọc, tức là mình đưa các cái thức uống tươi mới có cái năng lượng để nó làm cho cái dòng máu của mình nói riêng và toàn thể cái dịch của mình nói chung nó được lưu chuyển. Nè, thì đó là cái cách để mà mình khai thông các cái sự bế tắc, các cái sự kết tủa. Rồi cái kế tiếp là trong cái chương trình thanh lọc cũng vậy, tức là mình tập hít thở, tập trung tâm ý, tức là ý thì dẫn khí, khí thì dẫn huyết, thì mình toàn bộ hết, tức là mình mới làm cho cái dòng lưu chuyển của mình khai thông hết tất cả những cái bế tắc. Chứ còn và chính những cái người trẻ, cái người càng trẻ bao nhiêu càng dễ bị đột quỵ và thậm chí đột tử luôn. À, còn cái người mà đang có bệnh rồi bây giờ thêm một tí xíu thì nó không bị nặng, nhưng mà đối với người trẻ, cái người càng trẻ bao nhiêu càng thiếu cái sự rèn luyện tập luyện bao nhiêu thì không phải chỉ là đột quỵ mà đột tử trong vòng 10 đến 15 phút thôi. À, thì cái này cũng đã được cảnh báo rồi, tức là cái tỷ lệ nó tăng gấp ít nhất là 25% thanh niên ở độ tuổi từ 20 đến 30, 35 nó sẽ chiếm đến 1/4 cái khả năng tử vong trong vòng 10, 15 phút sau cái vaccine này. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy từ ngay đầu năm 2020 thầy đã cảnh báo cái điều này, và những cái người phải tiêm vaccine trong cái giai đoạn đầu tiên là những người làm ngoại giao, những người phải tiếp xúc, những người phải di chuyển, thì lúc đó thầy đã khuyên người ta phải thanh lọc trước, cho mình làm cái dòng lưu chuyển của mình nó lưu chuyển nhanh.
khi cái vaccine vào tất cả những cái sản phẩm phụ của nó được wash out ra được liền ngay lập tức thì nó không có tồn đọng, nó không có kết tụ trở lại. Nên thì đó là cái cách mà để mà mình giải tỏa nó ra thôi chứ không còn cách nào khác hết cả. Muốn làm dương hóa, muốn làm dương hóa thì chỉ có cách là phải tập thể dục, tập dậy sớm như nãy là cho các bạn coi cái chu kỳ sinh học rồi, tức là cái giờ dương là cái giờ đầu ngày, cái năng lượng tích cực mà mình dành phải nạp cái năng lượng đó ha. Rồi cái suy nghĩ của mình phải là suy nghĩ tích cực, cái vận động tập luyện hít thở của mình từ cái thức ăn thô cho đến cái phần thức ăn mình là khí, cho đến cái thức ăn mình nhất là cái suy nghĩ, cái ý niệm của mình thì mình phải tích cực thì nó mới dương lên được. Okay. À, thành ra là cái đó là mình phải rèn luyện, mình phải nuôi dưỡng. Nhớ là gì, không có gì tồn tại mãi với thời gian, cái gì muốn tồn tại cái đó phải được nuôi dưỡng. Mà bây giờ là mình cứ thức thì khuya, dậy thì trễ, toàn sống trong giờ âm thì làm sao nó dương được, thấy không? Rồi tối ngày mà bị cái điện thoại nữa, nó ôm xung quanh mình, mở sóng lên thì nó bao phủ xung quanh mình đâu có thấy đâu, thành ra điện tích âm không hả? À, rồi tối ngày mà tiếp xúc với máy điện tử, thấy không? Rồi thức ăn toàn là thức ăn chết, suy nghĩ toàn là lo lắng căng thẳng, thành ra muốn nó dương tính thì mình phải làm hết tất cả những điều đó. Rồi khi mình ngồi phòng điều hòa thì cũng vậy, đó là quý vị phải làm việc trong vòng máy lạnh thì quý vị phải cố gắng dậy sớm như thầy nói, tập luyện nha, tập luyện từ cái hơi thở của mình, từ cái năng lượng. Rồi cái đến là gì, khi mình ngồi làm việc đó thì cứ khoảng nửa giờ cho đến 1 giờ xoa tay, buông hết cái con chuột ra, buông máy vi tính, xoa tay, xoa mặt, đánh hai cái lỗ tai cho nóng, đánh cổ gáy cho nóng chừng 5 phút thôi là mình có thể làm nóng ấm cái phần đầu của mình liền ngay lập tức. Ok, thì mình sẽ giải quyết được cách cái từ trường của cái máy vi tính hay là của cái phòng lạnh tương quan, mình kích hoạt từ bên trong, đặc biệt là hai cái lỗ tai, xoa hai cái lỗ tai vài ba phút là nó nóng rần lên tức khắc. Còn dĩ nhiên nếu mà mình có cái giờ break của mình, bước ra khỏi phòng lạnh hít thở chừng 5 7 phút, tập thể dục, chạy bộ tại chỗ hay nhảy dây tại chỗ, ok. À, thì đó là cái cách mà để mình phòng chống lại cái phòng lạnh và cái điện từ trường xung quanh các cái thiết bị điện từ. Đang có bầu 8 tháng về các ngón tay đau nhức, khó thở thì cũng vậy thôi, tức là máu huyết nó không lưu thông, máu huyết nó không lưu thông, đặc biệt là cái thời tiết càng về cuối năm thì nó càng lạnh và buổi tối là bao giờ nhiệt độ cũng thấp hơn, thành ra là máu huyết nó không lưu thông thì nó làm mình bị bế tắc, bị đau nhức, thì phải thanh lọc, phải xoa bóp, phải vận động và hít thở. Cái câu hỏi mà các bạn nhỏ hay có thói quen uống nước đá lọc giữa bữa ăn, không phải các bạn nhỏ mà kể cả người lớn cũng vậy, do mình tập thành cái thói quen uống nước giữa bữa ăn đã là sai lầm rồi. À, uống nước giữa bữa ăn đã là sai lầm rồi, nó pha loãng cái dịch tiêu hóa, men tiêu hóa, là coi như thức ăn của mình đã không phân hủy được, đã là nguy rồi, uống chỉ uống nước đá lọc càng nguy hiểm hơn. Okay. Ngay giữa bữa ăn mà mình ăn cơm, ăn canh, ăn súp, ăn phở, nước nhiều là nó đã pha loãng cái dịch tiêu hóa, cái men tiêu hóa của mình, là mình đã dễ bị bệnh rồi. Chứ đừng nói uống nước ngọt hay là nước đá lạnh thì càng sai lầm. Cứ hỏi các bạn là nhiệt độ cơ thể bao nhiêu? Nhiệt độ cơ thể là 37 độ. Bây giờ mình đưa cái nhiệt độ nào mà thấp hơn đó là nó hao tốn năng lượng của mình vô ích và nó làm cho dao động. Vậy thì nó làm cho người mình bất an thôi. Đó là điều rất là cơ bản. Thành ra mình phải ý thức được, phải tập. Và cái điều này kể cả người lớn vẫn bị. Nếu không hiểu được cái nguyên tắc mà người lớn vẫn bị như thường. Nên và chính người lớn làm các em nó thấy, nó bắt chước theo. Mình học bằng cách quan sát, bằng cách bắt chước rất là thường xuyên mà mình không biết. Ok, vậy thì nếu muốn trẻ em nó đừng làm thì mình đừng làm, và nó đòi mình đừng cho nó, thời gian sau là 3 4 bữa nó quen liền ngay lập tức. Rồi cái gì nữa, mình nhai thịt chậm thì mình sẽ ra nước bọt, mình sẽ không khô cổ, không cần uống canh uống nước giữa. Còn nếu mình ham ăn nhanh quá,
nó thức ăn còn thô quá, nước bọt chưa ra thì nó bị mắc nghẹn thì nó phải uống nước thôi, và cứ như thế nó quen. Còn khi mà mình nhai chậm, nhai kỹ, nhai nát thì nước bọt nó ra, dịch tiêu hóa nó ra, thức ăn nó nhuyễn rồi thì mình nuốt nó dễ dàng, mình đâu cần phải thêm nước làm chi. Đó là cái mình phải hướng dẫn lại, phải tập lại cho cả người lớn. Rồi thôi, à trả lời vài ba câu nữa thôi là mình nghỉ nha. Hôm nay là nói nhiều quá đó, đúng ra là mấy ngày hôm nay là thầy chưa bao giờ mà nói quá 1 tiếng đồng hồ á. Thưa thầy, là con nghĩ thầy trả lời thêm một câu cuối thôi, bởi vì câu hỏi thì sẽ còn rất nhiều, và rất là mong thầy cô, quý vị phụ huynh sẽ ít nhất là đầu tiên là mình đọc ở cái website sống-chánh-niệm.com của thầy để tìm hiểu thêm rất nhiều cái giải đáp và thông tin ở đó, cũng như nếu có nhân duyên thì chịu khó quan sát cái lịch của những cái khóa thanh lọc thân tâm mà sau cái thời gian thầy nhập thất trở về thì sẽ tham dự cùng. Con nghĩ thầy chọn thêm một câu hỏi nữa là nhân duyên đủ cuối cùng rồi ạ. Thì thật ra ở đây là hầu hết các bạn đều bị âm, đều bị đau nhức, đều bị mệt mỏi, đều bị cứng cổ gáy vai, đều bị lạnh tay chân, rồi bị không ra mồ hôi, đều vân vân. Thì cũng vậy, tức là nó do cái cách sinh hoạt của mình. Thứ nhất là như hồi nãy mình nói rồi, tức là đa số chúng ta bị cái thức rất là khuya và dậy rất là muộn, thành ra chúng ta sống trong cái từ trường âm quá nhiều, thấy không? Thứ hai là mình thiếu vận động, thiếu tập luyện, thành ra nó không có cơ hội để thoát cái mồ hôi ra, để giải tỏa cái sự bế tắc, giải tỏa cái nước dư thừa, giải tỏa khí âm ra. Rồi chưa kể nữa là mình phải làm việc trong phòng lạnh nữa, rồi mình làm việc với máy điện từ trường, về thiết bị điện tử, điện thoại vân vân. Đấy, thành ra là mình phải thay đổi lại những cái đó, cố gắng thức dậy sớm, cố gắng vận động tập luyện, ít nhất là chẳng hạn như khi nào có thời gian thì mình cứ xoa tay, xoa cổ gáy, kích hoạt từ bên trong thì nó mới đốt nóng ra được. Còn bây giờ mà quý vị có đeo găng, đeo tất, mang áo lạnh tùm lum, nó chỉ bảo vệ bên ngoài, là nó không bao giờ nó thông ra hết. Đấy. Thì cố gắng thực tập lại những cái gì mà mình đã chia sẻ nãy giờ thì nó sẽ giải quyết cho các bạn. Là từ cái vấn đề là không uống nước ngọt, không uống nước đá, hạn chế bớt là những cái đồ ăn chết. Tại vì ngày nay mình ăn thức ăn chết nhiều quá, thấy không? Nó ăn thức ăn nấu chín nhiều quá, thức ăn không có năng lượng tích cực nhiều quá, thành ra là cái việc nuôi dưỡng mình bằng cái giờ giấc sinh hoạt đã sai, bằng thức ăn thức uống đã sai, bằng cái sự vận động đã sai, bằng cái môi trường làm việc mình sai, là nó toàn nạp cái năng lượng chết, năng lượng âm vào không thì làm sao mà nó biểu hiện ra cái dương được. Thì cố gắng về nghe lại cái bài ngày hôm nay thì thực tập thì nó sẽ giải quyết hết tất cả những cái cơ bản đó cho quý vị. Đấy. Rồi cái thứ hai nữa là như nãy Tuấn có nói, tức là trên cái website á thì trong cái phần trả lời câu hỏi nó sẽ có nguyên hết tất cả, tại vì đã tổng kết đã mấy chục nghìn người trong vòng hơn 2 3 năm qua rồi, từ cái bệnh mà ung thư cho tới những cái bệnh mà mất ngủ, căng thẳng, không đổ mồ hôi được hay đổ mồ hôi quá nhiều, vân vân. Rồi trong đó có từng nhóm bệnh hết, thì mình cứ vào đó mình tập mình nghe, còn chỉ có thể nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại để mình thấm, để mình thực tập. Phải có thực tập, không ai có thể làm được cái điều đó cho mình. Đấy. Rồi thôi đó. Cảm ơn cả nhà. Dạ, Tuấn. chúng con biết ơn thầy rất nhiều. Thưa quý vị, thầy cô và quý vị phụ huynh, hết tuần này thầy lại rời khỏi Việt Nam để nhập thất trong cái tiến trình tu tập của cá nhân mình. Cho nên Đạt muốn nói với tất cả chúng ta, trước khi mà thầy đi như vậy, vẫn dành một thời gian để chia sẻ cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và đặc biệt hôm nay thầy lại mới làm răng mà vẫn chia sẻ hơn 1 tiếng liên tục như vậy. Chúng con xin được gửi lời tri ân và biết ơn đến thầy rất là nhiều. Những cái lời chia sẻ vừa khoa học mà lại trên cái nền tảng rất đạo lý. Bởi vì bản thân con học về sức khỏe, con biết nếu mà thực tập như vậy, nó không chỉ thay đổi sức khỏe của thân thể của mỗi người, mà còn giúp cái tâm của mọi người nó bình an hơn, cái trí nó sáng hơn, và nhìn tổng thể như vậy là cuộc sống nó trở nên hạnh phúc hơn và tốt đẹp hơn.
Con xin tri ân và biết ơn thầy rất nhiều ạ. Dạ. Rồi thôi chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối bình an, thư giãn và tỉnh giác. À, rồi cố gắng lên, cố gắng lên. À.